Bất bại chiến thần, vạn thế chiến thần, Dương Thanh. Tập 8. Chuẩn bị xong rồi. Tần Thanh Tâm cũng trông thấy Tần Đại Dũng, bế Tiêu Tiêu đi tới, bố có chuyện muốn nói phải không? Không ai hiểu bố bằng con gái. Tần Thanh Tâm lập tức nhìn ra sự khó xử của Tần Đại Dũng, chủ động mở lời. Bố vào đây trước đã. Dương Thanh gọi Tần Đại Dũng vào phòng, thái độ rất lễ phép. Tiêu Tiêu muốn ông ngoại bế. Tiêu Tiêu rất lâu không được gặp ông ngoại, chủ động chạy tới. Tần Đại Dũng bế Tiêu Tiêu lên, cưng chiều thơm lên mặt cô bé. Tiêu Tiêu bật cười khúc khích, Tần Đại Dũng chơi với Tiêu Tiêu một lúc rồi mới nói chuyện chính. Dương Thanh, bố muốn xin con một việc. Dương Thanh sững sờ, vội đáp, bố là bố vợ con, chúng là đều là người nhà, có gì nói ra là được, đừng nói xin gì cả. Tần Thanh Tâm cảm thấy ấm áp, cũng nói, đúng vậy, bố có gì cứ nói là được, đừng nói là xin. Nghe con gái và con rể nói vậy, Tần Đại Dũng lại nghĩ tới những chuyện mình từng làm, áy náy không dám nói tiếp. Sau khi anh bố chết, ông nội tìm mọi cách đuổi bố ra khỏi công ty. Bố biết ông ấy sợ bố tranh đoạt với Tần Phi. Cũng từ đó, tinh thần của bố dần sa sút. Tần Đại Dũng đau lòng kể, dạo gần đây, bố suy nghĩ rất nhiều, thực sự không thể trách người khác, chỉ có thể trách chính mình. Không phải bị đuổi khỏi gia tộc là mất tất cả. Ngày mai bố định đi tìm việc. Bố có kinh nghiệm quản lý công ty, cũng tự tin có thể tự nuôi sống chính mình, giảm bớt áp lực cho các con. Trong mắt Tần Đại Dũng tràn đầy kiên định. Thấy vậy, Dương Thanh rất kinh ngạc. Anh vốn tưởng lần này giúp Tần Đại Dũng bỏ cờ bạc đã tốt lắm rồi, không ngờ còn có thể kích thích ý chí phấn đấu của ông ta. Kỳ thật bố cũng không cần khổ như vậy. Chúng con sẽ cố gắng làm việc. Bây giờ là lúc bố hưởng thụ cuộc sống mới phải. Tần Thanh Tâm không đành lòng để Tần Đại Dũng chịu áp lực quá lớn. Thanh Tâm, năm nay bố mới 55 tuổi, 5 năm nữa mới đến tuổi nghỉ hưu. Tần Đại Dũng mỉm cười, lắc đầu nói. Hơn nữa bố chưa từng nghĩ công việc là áp lực, mà là một loại hưởng thụ. Chỉ sợ bố xa rời việc kinh doanh quá lâu, không biết còn thích ứng được với thị trường hiện tại hay không. Thanh Tâm, nếu bố đã có lòng gây dựng sự nghiệp, chúng ta là con nên ủng hộ bố. Dù chỉ có 5 năm nhưng cũng là một cách sống, con ủng hộ bố. Dương Thanh khuyên nhủ, anh rất tán thưởng tinh thần tích cực này của Tần Đại Dũng. Tần Đại Dũng cảm động nhìn anh. Lần đầu tiên yêu quý đứa con rể này đến vậy. Suy nghĩ một lúc, Tần Thanh Tâm cũng gật đầu, nếu bố đã muốn vậy, con cũng sẽ ủng hộ hết mình. Được, cảm ơn các con đã hiểu cho bố. Tần Đại Dũng rất vui, sa đọa quá lâu khiến ông ta cực kỳ hối hận, bây giờ chỉ muốn nhanh chóng bù lại khoảng thời gian đã lãng phí trong quá khứ. Ông ta nhìn đồng hồ, mỉm cười đứng dậy, cái gì nên nói đều nói cả rồi. Bố đi đây, các con ngủ sớm đi. Bố, ông ta đang định rời đi, Dương Thanh chợt gọi lại. Còn việc gì nữa sao? Tần Đại Dũng nghi hoặc hỏi. Không dám giấu bố, con có vài công ty đều đang thiếu người, định mời bố đến công ty của con làm việc, không biết bố có đồng ý hay không, Dương Thanh hỏi. Bây giờ tập đoàn Nhãn Thanh đã có Tần Y, tập đoàn Tam Hòa có Tần Thanh Tâm, công ty của nhà họ Dương ở Châu Thành có Lạc Bân, còn Spa Hoàng Hà có Vương Cường. Nhưng ở Giang Hải anh vẫn còn một công ty vật liệu xây dựng Long Hà chưa có người đáng tin để giao quyền. Lúc trước Tần Đại Dũng là quản lý cấp cao của tập đoàn Tần Thị. Chính vì ông ta có năng lực xuất chúng, cụ Tần mới sợ ông ta đoạt vị trí người thừa kế của Tần Phi mà tìm cách đuổi đi. Mặc dù ông ta đã nghỉ việc từ lâu, thị trường cũng thay đổi rất nhiều nhưng bản chất vẫn vậy. Nếu Tần Đại Dũng có năng lực, sẽ có thể nhanh chóng thích ứng được. Tần Đại Dũng sửng sốt hồi lâu mới vui sướng nói, nếu có thể đến giúp con thì còn gì bằng. Được, vậy ngày mai bố hãy tới công ty vật liệu xây dựng Long Hà. Con sẽ sắp xếp người hướng dẫn bố làm quen với tình hình công ty rồi cho bố nhậm chức tổng giám đốc. Bố thấy sao? Dương Thanh cười nói. Tần Đại Dũng vô cùng kích động, không phải vì ông ta được làm tổng giám đốc mà vì Dương Thanh thực sự tin tưởng ông ta. Ông ta cũng tin bản thân có thể giúp được anh. Được, bố sẽ không làm con thất vọng đâu, Tần Đại Dũng trịnh trọng nói. Dương Thanh cười đáp, con tin bố. Trước khi ra khỏi cửa, Tần Đại Dũng dừng lại nói, Dương Thanh, trước kia là bố không đúng, bố vẫn luôn áy náy. Xin lỗi con, dứt lời, ông ta lập tức cất bước rời đi, tiện tay đóng cửa phòng lại. Mặc dù chỉ vẻn vẹn một câu xin lỗi nhưng Dương Thanh vẫn rất vui.
Toàn bộ cố gắng của anh đều là vì ngày này. Tần Thanh Tâm hai mắt ửng đỏ nhìn Dương Thanh, cảm ơn anh. Hiện giờ đã là 10 giờ đêm, Tiêu Tiêu cũng đã ngủ. Dương Thanh cười nói, ngủ thôi, em đi tắm đã. Tần Thanh Tâm chợt nhỏ giọng nói. Dương Thanh hiếu kỳ nhìn theo Tần Thanh Tâm đi vào phòng tắm, thấp giọng lẩm bẩm, không phải cô ấy rửa mặt rồi sao? Tầm 20 phút sau, Tần Thanh Tâm bước ra ngoài. Dương Thanh vừa nhìn thấy cô liền ngơ ngác tại chỗ, bởi vì trước khi đi tắm, Tần Thanh Tâm vẫn mặc đồ ngủ trên người. Nhưng bây giờ, cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm, mái tóc dài ướt sũng buông sau lưng, làn da trắng nõn không tì vết hơi ửng hồng. Bờ vai nhỏ lộ ra ngoài, trên đó còn vài giọt nước nhỏ chưa kịp lau khô. Đôi chân thon dài bước từng bước về phía anh, Dương Thanh sững sờ nhìn Tần Thanh Tâm, không nhịn được nuốt nước bọt, trái tim căng thẳng lạ thường. Tần Thanh Tâm cũng đang rất căng thẳng, vừa rồi ở trong phòng tắm, cô đã nghĩ rất lâu, nhớ lại từng ký ức khi ở bên Dương Thanh. Mặc dù cô vẫn chưa yêu sâu đậm nhưng ít nhất cô có thể xác định mình thích Dương Thanh. Lại có Tiêu Tiêu ở giữa, hai vợ chồng bọn họ vốn không thể chia lìa. Nếu đã là vợ chồng hợp pháp, còn có cả con gái, bản thân lại thích anh thì tại sao phải giày vò lẫn nhau? Nghĩ vậy, Tần Thanh Tâm đã hạ quyết tâm. Anh cũng đi tắm đi. Tần Thanh Tâm cúi đầu không dám nhìn Dương Thanh, giọng nói lí nhí như mũi kêu. Nghe vậy, Dương Thanh mới dám xác nhận, Tần Thanh Tâm đã chuẩn bị kỹ càng. Anh chợt thấy phấn khích, chạy như bay vào phòng tắm. Phải biết kiềm chế. Dương Thanh đứng dưới vòi hoa sen, mặc cho nước nóng xối lên người mình. Tâm trạng kích động ban đầu cũng dần biến mất. Phản ứng vừa rồi đều là bản năng. Mặc dù Tần Thanh Tâm chủ động nhưng anh biết rất rõ. Cô chỉ cảm thấy anh đã làm quá nhiều cho mình, trong lòng thấy cảm động và biết ơn mà thôi. Anh đã thề, trừ khi Tần Thanh Tâm thật lòng yêu anh, bằng không anh tuyệt đối sẽ không động vào cô. Chờ anh tắm xong, ra khỏi phòng tắm, Tần Thanh Tâm đã ngủ mất rồi. Có lẽ cô quá mệt, còn phát ra tiếng ngáy rất khẽ. Dương Thanh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Tiêu Tiêu, nhìn gương mặt xinh đẹp của Tần Thanh Tâm dưới ánh đèn mờ, ánh mắt rất dịu dàng. Rạng sáng hôm sau, Tần Thanh Tâm vừa tỉnh lại, cảm giác trên người hơi lạnh. Cô ngồi bật dậy, phát hiện ra mình đang trần như nhộng. Cô vừa tỉnh lại nên đầu óc còn đang mơ màng, vô thức lại muốn hét lên. Sao vậy? Đúng lúc này, Dương Thanh cũng bị Tần Thanh Tâm đánh thức, dụi đôi mắt còn ngáy ngủ. Anh vừa mở mắt, đã nhìn thấy nửa thân trên Tần Thanh Tâm để trần, cơn buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất. Hai người đờ người ra nhìn nhau. Anh không cố ý. Dương Thanh sực tỉnh trước, cuống lên lắp ba lắp bắp, khoa chân múa tay. Tần Thanh Tâm cũng lập tức có phản ứng, vô thức dùng hai tay che ngực, tức giận, anh còn nhìn. Dương Thanh vội vàng nhắm mắt và quay đầu đi. Mặt Tần Thanh Tâm đỏ bừng, cô đã bao giờ xấu hổ như vậy chứ? Chờ tới lúc cô mặc quần áo xong, mới nhớ lại mọi chuyện xảy ra tối qua. Lúc đó, cô tắm xong bước ra khỏi phòng tắm. Trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm lại chui vào trong chăn. Ban đầu cô tính trao thân cho Dương Thanh nhưng mình tự nhiên lại ngủ thiếp đi mất. Buổi tối là thời điểm nhạy cảm nhất, dễ kích động nhất. Bây giờ cô nhớ lại, không ngờ tối qua mình lại chủ động dụ dỗ Dương Thanh. Cô ngượng chín người, mặt Dương Thanh cũng đỏ bừng như bị sốt, trong đầu vẫn hiện ra hai bầu ngực đầy đặn, không sao quên được. Mãi đến khi Tần Thanh Tâm đi rửa mặt, anh mới nhân cơ hội chuồn ra ngoài tập thể dục buổi sáng. Chờ mãi đến gần giờ đưa Tiêu Tiêu tới trường mầm non, Dương Thanh mới quay lại biệt thự. Sau khi rửa mặt sơ qua, anh lên xe chờ Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu. Chị, không phải chị với anh rể cãi nhau chứ? Trong phòng khách, một tay Tần Y cầm bánh mì, một tay cầm một cốc sữa, vừa ăn vừa nhìn Tần Thanh Tâm nói. Tần Thanh Tâm lập tức nghẹn lời, chột dạ nói, đâu có. Tiêu Tiêu. Cháu nói cho dì út biết, có phải bố mẹ cháu cãi nhau không? Tần Y rõ ràng không tin, lại nhìn Tiêu Tiêu hỏi. Tiêu Tiêu cầm một cốc sữa đầy, lắc đầu, không ạ. Tần Y lại càng tò mò hơn, nếu không cãi nhau, sao hai vợ chồng bọn họ kỳ lạ thế? Mẹ, sao sáng sớm mẹ dậy mà không mặc quần áo vậy? Đúng lúc này, Tiêu Tiêu đột nhiên nghi ngờ nhìn Tần Thanh Tâm hỏi. Mặt Tần Thanh Tâm đờ đẫn. Trong nháy mắt đã đỏ đến tận mang tai. Không ngờ sáng sớm mình đi mặc quần áo lại bị Tiêu Tiêu thấy được. Tần Y cũng ngạc nhiên, chẳng mấy chốc sau đã cười xấu xa, Tiêu Tiêu,
mẹ cháu sắp sinh em trai cho cháu đấy. Thật à, tốt quá, con cũng muốn có một em trai nhỏ. Tiêu Tiêu nghe Tần Y giải thích, lập tức vui mừng vỗ tay. Tần Y, Tần Thanh Tâm tức giận, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Tần Y. May chỉ có ba người bọn họ, nếu để người khác nghe được, vậy chẳng phải sẽ xấu hổ lắm sao? Tần Y cảm nhận được ánh mắt muốn giết người của Tần Thanh Tâm, cô ta uống nốt ngụm sữa cuối cùng rồi vội vàng chạy đi. Chị, em đi làm trước đây. Các con đang nói chuyện gì vậy? Đúng lúc này, Tần Đại Dũng mặc bộ vest và đi giày ra xuất hiện ở phòng khách. Tần Thanh Tâm còn chưa kịp nói, Tiêu Tiêu đã vui vẻ khoe, ông ngoại, mẹ sắp sinh em trai cho Tiêu Tiêu đấy. Mặt Tần Thanh Tâm lại đờ ra, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Tần Đại Dũng cũng ngạc nhiên nhìn Tần Thanh Tâm và lập tức hiểu ra. Bố, không phải như bố nghĩ đâu, con. Tần Thanh Tâm mở miệng lại không biết nên giải thích thế nào. Cô đâu thể nói cho Tần Đại Dũng biết tối qua mình ngủ mà không mặc gì chứ. Đến giờ rồi đấy, con không đưa Tiêu Tiêu đến trường à. Tần Đại Dũng là người rất tâm lý, chủ động đổi chủ đề. Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên Tần Đại Dũng đi làm, ông ta còn chưa biết công ty vật liệu xây dựng Long Hà ở đâu, chỉ có thể đi nhờ xe của Dương Thanh. Trên đường đi, mấy người lớn đều rất yên tĩnh, chỉ có Tiêu Tiêu nói chuyện không ngừng, díu ra díu dít như chú chim nhỏ. Chờ sau khi đưa Tiêu Tiêu đến trường, trong xe lại hoàn toàn yên tĩnh. Dương Thanh đưa Tần Thanh Tâm tới tập đoàn Tam Hòa, sau đó lại đưa Tần Đại Dũng đi công ty vật liệu xây dựng Long Hà. Lúc tới nơi, Dương Thanh mới nói, bố, con đã thu xếp xong hết rồi. Bố vào công ty tìm xếp Tằng, phó tổng giám đốc của công ty. Trong thời gian này, ông ta sẽ giúp bố làm quen với công việc trong công ty. Tần Đại Dũng khẽ gật đầu nhưng do dự không xuống xe ngay. Dương Thanh nghi ngờ hỏi, bố có gì muốn nói với con à? Bố biết các con trẻ tuổi sung sức, nhưng có một số việc vẫn phải kiềm chế, tệ gì thì cũng phải tránh Tiêu Tiêu. Lúc này, Tần Đại Dũng mới nhìn Dương Thanh, nghiêm mặt nói, con bé còn nhỏ, thấy hai đứa làm chuyện đó sẽ không tốt cho sự phát triển thể chất và tinh thần của con bé. Dương Thanh ngỡ ngàng, nhất thời không hiểu được ý của Tần Đại Dũng. Nhưng anh còn chưa kịp hỏi, Tần Đại Dũng đã xuống xe rời đi. Rốt cuộc bố định nói gì vậy? Dương Thanh nghi ngờ, lẩm bẩm, chuyện gì mà nên kiềm chế? Còn phải tránh Tiêu Tiêu nữa. Anh nói ra những lời này mới hiểu rõ ý của Tần Đại Dũng. Ôi rồi, rốt cuộc có chuyện quái gì khiến bố hiểu nhầm thế, Dương Thanh kinh ngạc kêu lên. Đúng lúc này, điện thoại của anh đổ chuông. Anh cầm lên xem, là điện thoại của Vương Cường. Anh đã nhắc Vương Cường, nếu là mấy chuyện vặt vãnh thì không cần liên hệ với anh. Xem ra, gã ở bên kia đã gặp phải chuyện lớn rồi. Cậu Thanh, tôi có một chuyện rất quan trọng muốn báo với cậu. Bây giờ cậu rảnh không? Tôi muốn qua tìm cậu. Dương Thanh vừa nghe máy, đã nghe Vương Cường nói. Anh ở đâu? Tôi tới chỗ anh. Dương Thanh không muốn Vương Cường bị lộ. Nếu Vương Cường muốn tới gặp mình để báo cáo, vậy chắc chắn là không thể nói rõ trong điện thoại được. Tôi ở Spa Hoàng Hà, Vương Cường nói. Được. Dương Thanh cúp máy và quay đầu xe, lái về phía Spa Hoàng Hà. Xem ra ở đó đã xảy ra chuyện rồi. Chắc chắn có liên quan tới nhà họ Ngụy, nếu không Vương Cường sẽ không gọi điện thoại cho anh. 20 phút sau, Dương Thanh đến Spa Hoàng Hà. Vương Cường đã chờ sẵn ở cửa, trong tay kẹp một điếu thuốc. Dưới chân gã còn có mấy chục mẩu thuốc. Thấy xe của Dương Thanh đỗ lại, gã vội vàng bước tới đón, cậu Thanh, cậu đã tới rồi. Không muốn sống nữa. Bọn họ đi thẳng tới văn phòng ở tầng cao nhất của Spa Hoàng Hà. Cậu Thanh. Khoảng hơn một giờ chiều qua, Spa Hoàng Hà có nhận được hai cô gái rất xinh đẹp. Ban đầu tôi tính từ chối nhưng lại lo sẽ làm bọn họ nghi ngờ nên mới nhận. Vẻ mặt Vương Cường nghiêm trọng, còn nói thêm, tôi nghi ngờ có mạng lưới quan hệ rất lớn nằm sau chuyện này, mà nhà họ Ngụy chỉ là một trong số đó. Nghe Vương Cường nói vậy, vẻ mặt Dương Thanh chợt lạnh hẳn. Chẳng trách Vương Cường muốn trực tiếp báo cáo với mình về chuyện này. Quả thật là chuyện quan trọng. Ban đầu anh còn tưởng nhà họ Ngụy luôn tìm các cô gái đẹp, sau đó bắt cóc đưa đến Spa Hoàng Hà để tiến hành một vài giao dịch mờ ám. Bây giờ xem ra mọi chuyện không đơn giản như vậy, thường thì bao lâu sẽ đưa tới một lần, mỗi lần đưa mấy người, Dương Thanh hỏi. Thời gian không cố định, có đôi khi mấy ngày đưa tới một lần, có đôi khi 10 ngày nửa tháng,
nhưng lâu nhất là không quá một tháng. Hơn nữa mỗi lần đưa tới số người cũng khác nhau, đại khái đều tầm 2, 3 người. Trung bình một tháng có thể duy trì khoảng 7, 8 người, Vương Cường nói. E là nhà họ Ngụy sẽ nhanh chóng biết được chuyện Spa Hoàng Hà đã đổi chủ thôi. Anh nghĩ cách liên lạc với người đưa mấy cô gái kia tới, tôi sẽ tự mình xử lý chuyện này, Dương Thanh nghiêm mặt nói. Chỉ riêng nhà họ Ngụy, mỗi tháng đã có thể bắt cóc tới 7, 8 cô gái. Nếu mạng lưới quan hệ này rất lớn, vậy số các cô gái bị bắt cóc mỗi tháng sẽ nhiều tới kinh người. Vương Cường cười hì hì, đột nhiên lấy điện thoại di động và mở một phần mềm giống như bản đồ radar. Trên đó có điểm đỏ đang không ngừng chấp hiện và di chuyển. Cậu Thanh, tôi đã gắn thiết bị theo dõi trên xe của đối phương. Bây giờ chúng đang ở thành phố Kim Hà, chắc ở đó cũng có thế lực bắt cóc các cô gái. Vương Cường vừa nói vừa mở sổ ghi chép trên điện thoại, trên đó còn ghi lại hai vị trí. Gã nói tiếp, sau khi xe của chúng rời khỏi Giang Hải còn đi tới Châu Thành và thành phố Kim Hà. Thành phố Sương là thành phố thứ tư. Mỗi khi chúng dừng lại ở thành phố nào, tôi đều đánh dấu lại vị trí. Dương Thanh liếc nhìn Vương Cường. Anh không ngờ gã đầu chọc còn thông minh như vậy. Nếu gã đã cài thiết bị theo dõi trên xe, vậy mọi chuyện lại dễ giải quyết rồi. Cho tôi biển số xe. Dương Thanh nói, chờ Vương Cường nói ra biển số xe, anh nhắn dãy số đó cho một người. Chưa tới 5 phút, điện thoại của anh đã đổ chuông. Anh Thanh, em đã điều tra ra được chủ chiếc xe này là một tài xế xe tải tên là Lý Phúc, không có bất kỳ vấn đề gì, một giọng nói quen thuộc vang lên. Tạm thời thông báo cho chính quyền địa phương cứu các cô gái trong xe ra trước, Dương Thanh dặn dò. Theo anh nghĩ, phía sau chuyện này nhất định phải có một con cá lớn. Nếu đối phương dám buôn người, nhất định phải có kế hoạch hoàn chỉnh. Cậu Thanh, tôi có thể giúp gì trong chuyện này không? Thấy Dương Thanh cúp máy, Vương Cường dè dặt hỏi. Anh không cần tham gia vào chuyện này nữa, Dương Thanh thản nhiên nói. Một con cá lớn dám buôn bán phụ nữ với nhà họ Ngụy, sao Vương Cường đối phó được? Không bao lâu sau, điện thoại của Dương Thanh lại đổ chuông. Anh Thanh, người và xe đều đã bị tạm giữ, các cô gái trên xe cũng đã giải cứu nhưng không điều tra được gì. Tài xế nhận chở hàng qua mạng, thậm chí không biết trong thùng xe có gì. Đây là lần đầu tiên hắn nhận chở hàng như vậy. Đối phương cho hắn biết địa điểm nhận hàng qua mạng, sau đó cả hành trình đều có người bốc dỡ hàng, thậm chí còn có xe luôn bám theo. Mỗi khi đến chỗ nào, đều là người của bọn họ dỡ hàng. Dương Thanh nhíu mày khi nghe được giọng nói từ trong điện thoại phát ra. Xem ra đối phương làm rất tốt công tác bảo mật. Như vậy, manh mối hoàn toàn bị cắt đứt, rất khó tìm được nguồn hàng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Được, tôi biết rồi. Cậu cứ giao chuyện này cho bên chính quyền điều tra, Dương Thanh nói xong cúp máy. Đúng lúc này, có người gõ cửa. Vương Cường khẽ nhíu mày, vào đi. Anh Cường, Ngụy Sâm nhà họ Ngụy dẫn người đến. Một người trung niên hoảng hốt nói. Dương Thanh híp mắt lại, nói, nếu bọn họ đã tới, vậy chúng ta ra gặp thôi. Nếu không có chuyện buôn bán phụ nữ, có lẽ Dương Thanh còn có thể tha cho nhà họ Ngụy. Nhưng bây giờ, nhà họ Ngụy chỉ còn con đường diệt vong thôi. Vương Cường nghe thấy tên Ngụy Sâm, rõ ràng có chút sợ hãi, vẻ mặt nghiêm trọng nói, cậu Thanh, Ngụy Sâm là đứa con trai được Ngụy Thành Châu coi trọng nhất và đang xử lý chuyện Spa Hoàng Hà. Chắc anh ta không liên lạc được với Đinh Lộc nên mới tự mình qua đây. Nếu là chủ gia tộc tương lai của nhà họ Ngụy, vậy chẳng còn gì tốt hơn. Dương Thanh nói xong đã bước đi trước, Vương Cường vội vàng đi theo anh, ở đại sảnh tầng 1. Ông chủ Đinh Lộc của các người đâu? Sao tôi không liên lạc được? Một người trung niên với gương mặt thâm trầm vừa đến Spa Hoàng Hà, đã hỏi thăm về Đinh Lộc. Người đàn ông trung niên này chính là Ngụy Sâm. Người con trai được Ngụy Thành Châu coi trọng nhất. Mỗi lần có các cô gái được đưa đến, ông ta đều sẽ tự mình thu xếp. Chỉ là lần này các cô gái đã đến, không hiểu sao lại không thể liên lạc được với Đinh Lộc, ông ta rất bực mình về điều này. Thưa ông, Đinh Lộc đã bán chỗ này rồi. Bây giờ ông ta không phải là ông chủ của chúng tôi nữa. Chúng tôi cũng không biết ông ta đi đâu. Người được Dương Thanh bổ nhiệm làm quản lý sảnh chính không biết thân phận của Ngụy Sâm. Vô cùng cung kính giải thích. Cái gì? Ngụy Sâm vô cùng hoảng sợ, chợt chộp lại áo của quản lý sảnh chính tức giận nói, Đinh Lộc bán chỗ này à? Mẹ nó,
ai cho ông ta cái quyền bán chỗ này? Thưa ông, mong ông hãy tự trọng. Quản lý sảnh chính vốn là bảo vệ, dáng người vô cùng vạm vỡ. Anh ta đẩy Ngụy Sâm ra, cũng có vẻ tức giận. Ngụy Sâm bị đẩy cho lảo đảo suýt ngã. Từ sáng sớm không liên lạc được với Đinh Lộc đã khiến ông ta rất bực bội. Kết quả bây giờ mới biết Đinh Lộc đã bán chỗ này, lại bị quản lý sảnh chính đẩy nên ông ta càng tức giận hơn. Khốn kiếp, mày cũng dám động vào tao à? Mày đúng là chán sống rồi. Ngụy Sâm tức giận, ra lệnh cho hai vệ sĩ phía sau, đánh nó tàn phế cho tao. Một vệ sĩ lập tức lao về phía quản lý sảnh chính. Quản lý sảnh chính cũng không ngờ đối phương nói ra tay là ra tay. Cho dù anh ta từng là bảo vệ, cũng có chút thực lực nhưng vẫn kém xa vệ sĩ của người thừa kế nhà họ Ngụy. Bịch! Vệ sĩ của Ngụy Sâm chỉ đấm một phát đã khiến quản lý sảnh chính bay ra ngoài. Nhưng như vậy còn chưa hết, vệ sĩ kia lại lao về phía quản lý sảnh chính và giơ chân đạp mạnh xuống đùi của anh ta. Nếu ăn cú đạp này thì chắn chắc chân anh ta sẽ gãy. Lúc này anh ta muốn tránh cũng không kịp, đành trơ mắt nhìn chân của đối phương hạ xuống. Mày dám động vào anh ta, tao sẽ giết mày. Đúng lúc này, một giọng nói vô cùng ngang ngược chợt vang lên. Trong chớp mắt, nhiệt độ cả đại sảnh dường như giảm xuống mấy độ. Vệ sĩ kia tự nhiên có ảo giác, nếu mình dám đạp xuống, mình sẽ phải chết thật. Chân gã trơ lại giữa không trung, không dám đạp xuống nữa. Tao phải giết mày. Mọi người đồng loạt nhìn phía bóng người xuất hiện ở cửa thang máy. Họ thấy Dương Thanh bước nhanh tới, còn có Vương Cường đi theo phía sau. Ông chủ! Thấy Dương Thanh, quản lý sảnh chính ngạc nhiên kêu lên. Mình suýt bị vệ sĩ của Ngụy Sâm đạp gãy một chân, nhờ một câu uy hiếp của Dương Thanh mới được cứu. Có thể tưởng tượng được quản lý sảnh chính đang kích động thế nào. Nhìn Ngụy Sâm hơn 40 tuổi, mặc quần tây và áo sơ mi, cổ thắt cà vạt, cổ tay đeo chiếc đồng hồ Rolex đặc biệt bắt mắt, đúng là tiêu chuẩn của người có chức vụ cao. Nhưng đôi mắt ông ta khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Ánh mắt ấy có chút hung ác nhưng không phải chỉ cố làm ra vẻ, hẳn lúc nào cũng vậy. Dương Thanh từng gặp Ngụy Tường, lúc này nhìn mặt Ngụy Sâm có thể thấy được vài nét giống với Ngụy Tường, hai người rõ ràng là anh em. Lúc Dương Thanh nhìn Ngụy Sâm, ông ta cũng đang nhìn anh. Nếu chỉ có mình anh, có lẽ ông ta sẽ không hề e ngại. Nhưng anh lại dẫn theo Vương Cường đi cùng. Giang Hải đều đang đồn nhau, nửa tháng trước Vương Cường được một nhân vật thần bí giúp đỡ, đã thay Lưu Khải khống chế hơn nửa số tụ điểm ăn chơi ở Giang Hải. Bây giờ Vương Cường đi theo sau Dương Thanh đã nói rõ thân phận của anh. Cho dù anh không phải là nhân vật thần bí phía sau Vương Cường, vậy chắc chắn cũng phải có quan hệ với người đó. Cậu là người đã mua lại spa Hoàng Hà từ trong tay của Đinh Lộc à? Ngụy Sâm chợt hỏi, không còn vẻ sắc bén như lúc mới tới. Các thủ tục chuyển nhượng có liên quan đều đã làm xong, có vấn đề gì sao? Dương Thanh thản nhiên nói. Ngụy Sâm híp mắt lại, thái độ cứng rắn này của Dương Thanh khiến anh ta rất khó chịu. Ở Giang Hải, đám thanh niên như Dương Thanh gặp ông ta, có ai mà không tươi cười chào đón? Cậu bạn, có lẽ cậu còn chưa biết tôi là ai? Tôi là Ngụy Sâm nhà họ Ngụy. Ngụy Sâm chủ động nói rõ thân phận, giọng nói rất kiêu ngạo. Sau khi đám nhân viên xung quanh biết được thân phận của Ngụy Sâm đều chấn động. Tuy bọn họ không biết Spa Hoàng Hà là sản nghiệp của nhà họ Ngụy, nhưng họ biết nhà họ Ngụy là một trong bốn gia tộc đứng đầu Giang Hải, nên giờ nghe tên thì thấy như sấm bên tai. Không ngờ bây giờ người của nhà họ Ngụy lại tới chỗ mình. Quản lý sảnh chính bị dọa tới ngây người. Anh ta nhớ lại mình vừa đẩy người của nhà họ Ngụy, trong lòng lại vô cùng căng thẳng. Nhưng trong lúc ai nấy đều chấn động trước thân phận của Ngụy Sâm, Dương Thanh chợt lãnh đạm nói, ông có tư cách làm bạn của tôi sao? Còn nữa, ông là ai, đến từ gia tộc nào có liên quan gì đến tôi? Mọi người ở đó đều câm nín. Ngay cả Ngụy Sâm cũng sửng sốt, nhà họ Ngụy đứng trên đỉnh cao của Giang Hải. Ông ta đường đường là người thừa kế của nhà họ Ngụy. Lúc này lại bị một cậu thanh niên khinh thường như vậy. Ngụy Sâm thậm chí nghi ngờ, có phải cậu thanh niên này mới đến, còn không biết tới địa vị của nhà họ Ngụy ở Giang Hải hay không? Người có thể khiến Vương Cường người ngang hàng với chủ gia tộc hàng đầu đi theo, chắc chắn phải có thân phận không tầm thường. Chẳng lẽ là cậu chủ của gia tộc quyền thế nhất ở tỉnh lỵ kia? Nghĩ tới đây, trong lòng Ngụy Sâm cũng thấy thoải mái hơn. Không biết cậu là con nhà ai, Ngụy Sâm cố nén giận.
cảnh giác hỏi. Dương Thanh thật ra vẫn đánh giá cao về Ngụy Sâm, ít nhất ông ta còn tốt hơn gã ngốc ngồi Rolls Royce, xông vào dinh thự Vân Phong yêu cầu mình chuyển nhượng lại biệt thự. Được rồi, ông không cần thử thăm dò nữa. Tôi chỉ dựa vào chính mình. Dương Thanh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho những gì mà nhà họ Ngụy đã làm, cũng không cần thiết phải nói nhiều với Ngụy Sâm, chỉ lạnh lùng nói, vệ sĩ của ông lại dám ra tay với người của tôi ở trên địa bàn của tôi, chúng ta nên tính toán chuyện này trước đã nhỉ. Khi nghe Dương Thanh nói vậy, cho dù là Vương Cường cũng phải thầm giật mình. Gã biết Dương Thanh rất mạnh, nhưng không hề biết gì về lai lịch của anh. Sở dĩ gã thần phục anh là vì muốn đánh cược một lần. Bây giờ Dương Thanh đang đối mặt với người nhà họ Ngụy còn cứng rắn như vậy, rốt cuộc là anh có chỗ dựa nên không sợ hay thật sự xem thường nhà họ Ngụy. Nhưng bất kể thế nào cũng đều không thể quay đầu lại được nữa, cho dù thua cuộc, gã cũng không sợ. Ngay chính Dương Thanh cũng không biết vì thái độ cứng rắn lạnh lùng của mình đối với nhà họ Ngụy mà vốn dĩ Vương Cường vẫn còn đắn đo trong lòng, bây giờ đã vững tin đi theo anh. Cậu muốn tính thế nào? Ngụy Sâm cũng không tin lời Dương Thanh nói, chỉ có thể chờ sau khi điều tra rõ thân phận của Dương Thanh, mới dám quyết định xem nên đối phó với Dương Thanh thế nào. Cũng vì vậy, ông ta mới được Ngụy Thành Châu yêu thích, đồng thời sớm quyết định để ông ta làm người thừa kế của nhà họ Ngụy. Lý Lương, vừa rồi hắn đánh anh thế nào, bây giờ anh đánh lại như vậy. Dương Thanh đột nhiên nhìn quản lý sảnh chính rồi căn dặn. Nếu trước đó không biết thân phận của Ngụy Sâm, có lẽ anh ta còn dám ra tay. Bây giờ đã biết, làm sao anh ta dám ra tay nữa. Nhưng anh ta lại không ngốc nên biết rõ, nếu mình không làm theo lời Dương Thanh, đừng nói là quản lý sảnh chính, e rằng chẳng thể ở lại Spa Hoàng Hà được nữa. Nhưng đây không phải là một cơ hội của anh ta sao? Nghĩ đến hoàn cảnh gia đình mình, ánh mắt anh ta không còn do dự nữa, lập tức trở nên sắc bén. Anh ta bước nhanh về phía vệ sĩ suýt đánh gãy chân mình. Dương Thanh thấy rõ phản ứng của Lý Lương, cũng hiểu suy nghĩ của anh ta. Dương Thanh đang thử anh ta. Bây giờ là lúc cần dùng người, Dương Thanh cần phải bồi dưỡng một nhóm người có năng lực. Cho dù ban đầu Lý Lương là bảo vệ, chỉ cần anh ta có năng lực, biết đâu anh ta có thể gánh vác được trọng trách lớn. Ngụy Sâm vẫn luôn chú ý tới Lý Lương. Lúc thấy Lý Lương thật sự dám đi về phía vệ sĩ của mình, vẻ mặt ông ta trở nên khó coi. Dương Thanh muốn đánh vệ sĩ của mình ngay trước mặt mình, đây chẳng phải là đánh vào mặt ông ta, dạ oai phủ đầu với ông ta sao? Lý Lương đi đến trước mặt vệ sĩ kia thì dừng lại, nhìn đối phương với ánh mắt sắc bén. Vệ sĩ xem thường, hừ lạnh nói, một thằng vô dụng cũng dám động đến tao à? Ngụy Sâm vẫn không nói lời nào, nếu vệ sĩ thật sự ra tay, Dương Thanh truy cứu trách nhiệm thì đến lúc đó cùng lắm mình thí tốt là được. Nhưng nếu mình nhắc vệ sĩ không được đánh trả thì chính là tự tát vào mặt mình. Lúc này Lý Lương đang chịu áp lực rất lớn, mãi vẫn chưa ra tay. Vương Cường vừa định nói đã bị Dương Thanh dùng mắt ra hiệu cho dừng lại. Nhất thời, ai nấy đều nhìn Lý Lương với vẻ mong chờ, muốn xem thử người đàn ông vạm vỡ làm chân bảo vệ nhỏ mới được lên chức quản lý sảnh chính có dám ra tay với vệ sĩ nhà họ Ngụy hay không. Đây là Spa Hoàng Hà, tôi là quản lý sảnh chính chỗ này, bất kể các người có thân phận gì, nếu đã gây sự ở đây, vậy tôi sẽ tới quản. Lý Lương chợt nói chuyện rất khí thế, ánh mắt vô cùng sắc bén. Ngay cả vệ sĩ của Ngụy Sâm cũng phải kinh ngạc. Trong chớp mắt, Lý Lương đột nhiên vung nắm đấm. Bịch! Một tiếng động vang lên, Lý Lương đấm mạnh vào bụng của vệ sĩ trong nỗi khiếp sợ của mọi người. Vệ sĩ cúi gập người xuống, có vẻ rất đau đớn. Nhưng chỉ chớp mắt, vẻ mặt hắn ta đã trở nên dữ tợn. Mày dám động vào tao, tao giết mày. Hắn ta nổi giận, đấm mạnh về phía huyệt thái dương của Lý Lương. Một chữ đáng giá chục triệu. Lý Lương chỉ là một bảo vệ bình thường, không thể là đối thủ của vệ sĩ được đào tạo bài bản nhà họ Ngụy. Một nắm đấm của anh ta chỉ khiến đối phương cong người một chút, nhưng nắm đấm của đối phương có thể đánh ngã anh ta. Thực lực giữa hai người chênh lệch rất lớn. Lúc này, vệ sĩ của nhà họ Ngụy giận dữ dồn sức, nếu đánh vào huyệt thái dương của Lý Lương, nhẹ thì hôn mê, nặng thì toi mạng. Dù vậy, Lý Lương chẳng hề e ngại, hai mắt trừng lớn giơ tay ngăn cản theo bản năng. Bịch! Cùng lúc đó, một bóng người màu đen vọt tới nhanh như chớp. Kẻ nào? Mặt Ngụy Sâm lập tức biến sắc, rầm. Khi Ngụy Sâm nhận ra có cao thủ xuất hiện,
vệ sĩ của ông ta đã bị đá bay ra ngoài như trái bóng. Vệ sĩ nhà họ Ngụy lăn tròn đâm vào cửa, làm vỡ hai cánh cửa làm bằng thủy tinh, nặng nề lăn ra ngoài spa Hoàng Hà. Hắn ta nằm ngất xỉu như con chó chết trên một đống mảnh vụn thủy tinh. Tất cả mọi người đều sợ ngây người nhìn người đàn ông vạm vỡ không biết xuất hiện từ bao giờ. Đánh người xong, anh ta bình tĩnh ra sau lưng Dương Thanh như không có chuyện gì xảy ra. Giờ phút này, mọi người mới biết người đàn ông trẻ tuổi ấy là người của Dương Thanh. Vương Cường trông thấy người kia liền hoảng sợ. Lần đầu tiên gặp Dương Thanh ở Nai Lai, gã đã thấy người đàn ông cao lớn này đi theo sau anh. Người ấy không phải ai khác chính là Mã Siêu. Anh ta vừa tới spa Hoàng Hà đã thấy vệ sĩ nhà họ Ngụy định đánh Lý Lương liền tiện tay xử lý. Ngụy Sâm lập tức thấy căng thẳng, một người có thể khiến Vương Cường quy thuận, bây giờ lại xuất hiện một cao thủ mạnh mẽ như vậy, sao Dương Thanh có thể là người tầm thường được. Lý Lương nhìn Mã Siêu đứng sau lưng Dương Thanh, lại nhìn vệ sĩ nhà họ Ngụy bị đánh bay ra ngoài vỡ cả cửa thủy tinh, vô thức nuốt nước bọt. Cửa kính của spa Hoàng Hà và người của ông đánh người của tôi chỉ đòi bồi thường 10 triệu. Cho ông 10 phút trả tiền cho tôi sẽ thả ông đi. Dương Thanh chợt lên tiếng phá vỡ sự im lặng, nhưng câu nói này khiến tất cả mọi người đều không thể bình tĩnh nổi. Vương Cường kinh ngạc, thầm nghĩ cậu Thanh vẫn đỉnh nhất. Đánh người nhà họ Ngụy còn dám đòi họ bồi thường, Ngụy Sâm cũng sợ ngây người. Dù ông ta biết Dương Thanh không đơn giản nhưng cũng không thể chịu sự sỉ nhục như vậy, ánh mắt dần lạnh lẽo. Người của cậu đánh vệ sĩ của tôi bị thương nặng, cửa thủy tinh vỡ cũng do người của cậu gây ra. Cậu lại mở miệng đòi tôi 10 triệu, đúng là quá đáng, Ngụy Sâm cắn răng nói. Thứ nhất, đây là địa bàn của tôi, do tôi quyết định. Thứ hai, người của ông đánh người của tôi trước. Thứ ba, cửa thủy tinh vỡ vì vệ sĩ của ông đụng vào, Dương Thanh lạnh lùng nói. Cậu, 20 triệu, tôi, 40 triệu, được, tôi lập tức chuyển khoản. Ngụy Sâm vừa định tranh luận thì Dương Thanh lập tức tăng tiền bồi thường lên gấp đôi. Chỉ cần ông ta mở miệng là lại tăng thêm, cuối cùng ông ta không dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể cam chịu. Nghe vậy, tất cả đều kinh hãi, đây thực sự là người nhà họ Ngụy sao? Dương Thanh nhếch miệng nói, nếu đồng ý nhanh hơn, không nói nhiều thêm hai chữ thì đã bớt được 30 triệu rồi. Ông nên cảm thấy vinh hạnh vì tôi khiến một chữ ông nói đáng giá chục triệu. Sắc mặt của Ngụy Sâm cực kỳ khó coi, bị Dương Thanh chọc tức suýt hộc máu. Mặc dù tính cách ông ta rất tàn nhẫn nhưng làm việc cực kỳ cẩn trọng. Chưa biết lai lịch của đối phương là gì, ông ta sẽ không tùy tiện chọc vào. Mau quẹt thẻ cho sếp Ngụy đi. Dương Thanh chợt quát lớn. Lý Lương giật mình vội vàng nói, sếp Ngụy, mời ông sang bên này. Dưới ánh mắt hóng hớt của mọi người, Ngụy Sâm quẹt thẻ thanh toán 40 triệu rồi tức giận dẫn người bỏ đi. Từ hôm nay trở đi anh chính là tổng giám đốc của Spa Hoàng Hà, phụ trách toàn bộ công việc ở đây, Dương Thanh chợt quay sang nói với Lý Lương. Lý Lương chưa kịp phản ứng lại đã nghe thấy Dương Thanh thăng chức cho mình, một lúc lâu sau mới mừng rỡ nói cảm ơn ông chủ. Cảm ơn ông chủ. Bây giờ anh ta vô cùng biết ơn Dương Thanh, hôm qua vừa mới lên làm quản lý sảnh chính, hôm nay đã được thăng chức tổng giám đốc. Anh ta hiểu vừa rồi mình đã cực đúng, quả nhiên Dương Thanh đang thử thăm dò mình. Nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra, anh ta cảm giác như đang nằm mơ. Anh ta không chỉ đẩy Ngụy Sâm một cái mà còn đánh vệ sĩ của nhà họ Ngụy. Mặc dù suýt chút nữa bị đối phương đánh chết nhưng may là bây giờ không sao cả. Dương Thanh biết rõ thực lực của anh ta không bằng vệ sĩ nhà họ Ngụy mà vẫn bảo ra anh ta ra mặt, chứng tỏ anh chắc chắn anh ta sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhớ lại vừa rồi suýt chút nữa mình đã từ chối lệnh của Dương Thanh, anh ta cảm thấy vô cùng may mắn. Nếu anh ta thực sự từ chối, có lẽ bây giờ đã bị đuổi đi rồi. Vậy nên anh ta tràn đầy lòng tin với Dương Thanh, không có lý do gì để không trung thành với một ông chủ như vậy. Vương Cường hâm mộ nhìn Lý Lương. Gã liều mạng bao nhiêu năm mới có được địa vị như ngày hôm nay. Còn Lý Lương thì khác, hôm qua mới chỉ là một bảo vệ quen, hôm nay đã trở thành tổng giám đốc của Spa Hoàng Hà. Mặc dù so với tòa thành vương giả thì Spa Hoàng Hà chẳng đáng là bao nhưng gã biết Lý Lương từ bảo vệ trèo lên được chức vị này, sức bật rất mạnh. Chỉ cần anh ta có tài, tiền đồ sau này sẽ vô cùng sáng lạn. Làm việc cho tốt. Dương Thanh vỗ vai Lý Lương rồi quay người rời đi. Cùng lúc đó, Ngụy Sâm rời khỏi Spa Hoàng Hà liền gọi điện thoại, nghiến răng nói,
dù có phải đào ba tấc đất cũng phải tìm ra cho tao. Đồng thời điều tra ông chủ hiện tại của Spa Hoàng Hà là ai. Ngụy Sâm là người thừa kế của nhà họ Ngụy, trước giờ chưa từng bị sỉ nhục như vậy. Nếu không phải sợ chọc giận ông lớn nào đó, sao ông ta có thể cam lòng cúi đầu trước Dương Thanh? Điều khiến ông ta tức giận nhất chính là nhà họ Ngụy đã nâng đỡ Đinh Lộc lâu như vậy, Đinh Lộc cũng hiểu rõ tầm quan trọng của Spa Hoàng Hà đối với nhà họ Ngụy mà còn dám chuyển nhượng cho người khác. Nhưng cuối cùng ông ta cũng sẽ phải thất vọng, bởi vì hôm qua Đinh Lộc đã rời khỏi Giang Hải. Thế giới lớn như vậy, nhà họ Ngụy đâu thể lục tìm từng ngóc ngách. Chắc chắn chuyện này không đơn giản. Với hiểu biết của mình về Đinh Lộc, chắc chắn ông ta không có gan chuyển nhượng Spa Hoàng Hà, trừ phi là bị ép buộc. Chẳng mấy chốc Ngụy Sâm đã hiểu được, nhưng có nói thế nào thì Đinh Lộc cũng đã phản bội, nhất định phải tìm bằng được ông ta. Cùng lúc ấy, Dương Thanh cũng rời khỏi Spa Hoàng Hà. Vương Cường lái xe, Mã Siêu ngồi ở ghế lái phụ, còn Dương Thanh ngồi một mình ở ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi. Cậu Thanh, hay là cậu tránh đi một vài hôm? Nhà họ Ngụy là một trong bốn gia tộc số một Giang Hải, Ngụy Sâm lại là người thừa kế của nhà họ Ngụy. Hôm nay ông ta chịu thiệt lớn như vậy, chắc chắn sẽ không chịu để yên. Vương Cường thấy Dương Thanh nhắm mắt lại tưởng anh đang lo lắng chuyện nhà họ Ngụy, bèn nói. Tránh đi, nhà họ Ngụy còn con ấy cũng có tư cách bắt tôi tránh đi sao? Dương Thanh bỗng mở mắt, cười lạnh, tôi còn đang sợ không tìm được lý do thích hợp để xử lý nhà họ Ngụy. Tốt nhất bọn họ hãy mau chóng ra tay đi. Chuông điện thoại của Dương Thanh chợt reo lên. Anh cầm lên xem, là một số lạ, thế nên anh cúp máy luôn. Nhưng số lạ đó vẫn tiếp tục gọi tới. Sự tính toán của đàn bà lần này Dương Thanh quyết định nghe máy. Alo, Dương Thanh, tôi là Tô San. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Tô San. Dương Thanh sửng sốt, không biết tại sao cô ta lại gọi điện thoại cho mình, lạnh nhạt hỏi cô tìm tôi có chuyện gì. Tôi muốn mời anh ăn cơm, không biết anh có rảnh không, Tô San nói. Dương Thanh không thèm nghĩ ngợi, không rảnh. Cho dù Tô San là bạn thân của Tần Thanh Tâm, anh cũng sẽ không đi ăn riêng với cô ta. Nếu không vì Tần Thanh Tâm, anh đã không thèm đáp lời cô ta rồi. Anh đừng từ chối vội, tôi không mời riêng anh mà muốn mời cả anh và Thanh Tâm đi ăn cơm. Tô San vội giải thích, tôi gọi cho Thanh Tâm rồi. Cô ấy định gọi cho anh nhưng tôi ngăn cản. Tôi mời anh ăn cơm là vì để cảm ơn anh đã cứu mạng tôi, phải tự mình mời anh mới phải. Biết cô ta gọi cả Tần Thanh Tâm tới, Dương Thanh mới sảng khoái nói, được, cô nói thời gian địa điểm đi. Tôi sẽ đến đúng giờ. Đợi lát nữa tôi sẽ gửi tin nhắn cho anh, Tô San cười đáp. Sau khi cúp máy, Dương Thanh nhanh chóng nhận được tin nhắn của Tô San. Cô ta hẹn ở phòng ăn lớn của nhà hàng Mãnh Ký. Bây giờ cũng sắp tới giờ tan làm buổi trưa, Dương Thanh không có việc gì nên bảo Vương Cường đưa anh tới nhà hàng Mãnh Ký trước. Cùng lúc đó ở nhà họ Tô. Tô San cúp máy xong, nhếch môi gọi thêm một cuộc điện thoại, không phải chúng ta đang hợp tác với tập đoàn Tam Hòa sao? Bây giờ anh hãy lấy danh nghĩa tìm hiểu việc hợp tác đi tìm sếp Tần đi. Tần Thanh Tâm đang ở tập đoàn Tam Hòa, thấy giờ tan tầm đã tới, chuẩn bị đi đến nhà hàng Mãnh Ký thì thư ký lại tới. Sếp Tần, công ty khoa học kỹ thuật Thiên Mỹ vừa báo sếp Liễu đang trên đường tới tập đoàn chúng ta, muốn tìm hiểu thêm về tiến trình phát triển của dự án hợp tác, thư ký nói. Hả, đã đến giờ cơm trưa rồi mà, sao sếp Liễu lại tới? Tần Thanh Tâm thấy rất khó hiểu. Mặc dù cô biết công ty khoa học kỹ thuật Thiên Mỹ là sản nghiệp của nhà họ Tô nhưng không hề nghĩ chuyện này có liên quan gì với Tô San. Thư ký của sếp Liễu bày tỏ lòng xin lỗi. Nói là chiều nay sếp Liễu phải lên máy bay đi công tác rất lâu nên muốn bàn bạc chuyện hợp tác trước khi đi, thư ký đáp. Nghe vậy, Tần Thanh Tâm mới hiểu, bèn nói, chắc thời gian của sếp Liễu rất gấp. Cô hãy đặt trước một bàn ở nhà hàng cạnh công ty, đồng thời yêu cầu nhóm phụ trách dự án chuẩn bị báo cáo. Vâng, thư ký lập tức rời đi. Tần Thanh Tâm gọi điện thoại cho Tô San, áy náy nói, Tô San, xin lỗi cậu nhiều. Đối tác của mình sắp tới công ty. Mình không đi ăn với cậu được rồi. Hả, vậy sao, thế để mình hủy đặt bàn, đợi cậu rảnh lại mời hai người sau, Tô San tỏ vẻ tiếc nuối. Nếu đặt bàn trước rồi thì đừng hủy, cậu cứ ăn với Dương Thanh đi. Dù sao cậu mời bữa này cũng là để cảm ơn anh ấy thay mình tới là được rồi. Nghe Tô San nói đã đặt bàn trước, Tần Thanh Tâm vội ngăn lại.
vậy thì mình cứ mời Dương Thanh ăn cơm trước nhé. Cuối tuần mình sẽ tới nhà cậu sau. Tô San cười nói, cô ta quen Tần Thanh Tâm bao nhiêu năm, đương nhiên hiểu rất rõ tính cách của cô. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Tô San. Cô ta đã trang điểm xong xuôi, tươi cười vui vẻ rời khỏi nhà họ Tô. Dương Thanh vào phòng đã thấy Tô San ở đó. Thấy anh tới, Tô San vội vàng đứng dậy, nhiệt tình nói, anh tới rồi à? Mau ngồi đi, không thể phủ nhận rằng, Tô San xinh đẹp không hề thua kém Tần Thanh Tâm, dáng người cao gầy thon thả. Rõ ràng cô ta đã trang điểm tỉ mỉ, ngũ quan tinh xảo, lông mi cong dài khẽ động theo từng cái chớp mắt, sống mũi cao và đôi môi màu hồng phấn. Rõ ràng là một người đẹp tiêu chuẩn, Thanh Tâm chưa tới sao? Dương Thanh chỉ lạnh nhạt liếc nhìn Tô San một cái rồi hỏi. Thanh Tâm vừa gọi điện bảo đối tác tới bàn công việc, cô ấy không tới được, nhờ tôi nói với anh một tiếng, Tô San cười đáp. Nghe vậy, Dương Thanh cũng không chút nghi ngờ. Hiện giờ Tần Thanh Tâm là tổng giám đốc tập đoàn Tam Hòa, vốn có rất nhiều việc đột xuất cần giải quyết. Nhà hàng này rất nổi tiếng trong nước, ở đây chỉ có thứ anh không nghĩ ra chứ không có món bọn họ không làm ra được. Tô San cười nói, đưa thực đơn cho Dương Thanh, vừa rồi rảnh rỗi tôi đã gọi trước vài món đặc biệt. Anh xem còn muốn ăn thêm gì nữa không? Phải ăn thật no vào. Dương Thanh nhận thực đơn, hờ hững nhìn qua, thấy Tô San đã gọi 6 món. Đủ rồi, dù sao cũng chỉ có hai người chúng ta. Dương Thanh đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ bên cạnh. Tô San mỉm cười nói, mang các món đã gọi trong thực đơn lên đi. Dương Thanh không hề có thiện cảm với cô gái này. Nếu không vì Tần Thanh Tâm, đừng nói là cùng nhau ăn cơm, đến cả nói chuyện anh cũng không có hứng thú. Dương Thanh không có gì để nói với cô ta, chỉ mong ăn nhanh để rời đi, buồn bực nghịch điện thoại. Tô San nhìn chằm chằm anh, chợt lên tiếng, anh đi ăn cơm với phụ nữ đều như vậy sao? Thấy nhàm chán nên tôi đang đọc tin tức thôi, Dương Thanh cười đáp. Tô San trợn mắt nói, ở cạnh một cô gái xinh đẹp như tôi mà anh vẫn cảm thấy nhàm chán sao? Trừ vợ tôi ra, ở với bất kỳ cô gái nào tôi cũng đều thấy nhàm chán, Dương Thanh thành thật nói. Anh đúng là rất thẳng thắn. Bị nghẹn họng hai lần liên tiếp, Tô San không biết phải nói gì thêm. Đành nở nụ cười gượng gạo. May thay, nhà hàng Mãnh Ký này dọn đồ ăn lên rất nhanh. Tô San rót hai ly rượu vang, đưa cho Dương Thanh một ly rồi nâng ly lên, tôi xin kính anh ly này, cảm ơn anh đã cứu mạng. Dương Thanh chạm ly với cô ta, lạnh nhạt nói, không cần khách sáo. Dương Thanh nói rất ít, dường như nói nhiều một câu cũng sợ lãng phí, khiến Tô San rất khó chịu. Đối với Tô San, bữa cơm này vô cùng khó chịu. Từ sau khi cô ta kính Dương Thanh một ly, anh liền cúi đầu chăm chú ăn cơm, không thèm nói một câu. Chủ yếu là cô ta hỏi gì anh trả lời nấy. Sao cô không ăn? Dương Thanh ăn hết hai bát cơm lớn, thỏa mãn ở một cái mới phát hiện Tô San không hề động tới bát cơm nhỏ trước mặt. Còn chai rượu vang thì trừ một ly Dương Thanh uống, còn lại đều do Tô San uống cạn. Lúc này, mặt mũi Tô San đỏ bừng, mỉm cười quyến rũ nói, tôi no rồi. Nghe giọng cô ta hơi lèm nhèm, Dương Thanh mới biết cô ta đã tự chuốc say chính mình. Tôi cũng no rồi, cô không ăn nữa thì đi thôi, Dương Thanh đứng dậy nói. Được, Tô San vừa đứng lên liền lảo đảo ngã vào người Dương Thanh. Tên đàn ông chết tiệt Dương Thanh vô thức giơ tay đỡ lấy Tô San. Cô không sao chứ? Dương Thanh hỏi xong định buông tay ra lại không buông được, bởi vì cả người Tô San đều dựa vào anh. Một khi anh buông tay, chắc chắn cô ta sẽ ngã sấp mặt. Dương Thanh, tôi uống nhiều quá, hơi choáng váng không còn sức lực. Anh có thể đưa tôi về nhà được không? Tô San tựa vào vai Dương Thanh, hơi thở nóng hầm hập phả vào cổ anh. Cô ta liếc mắt quyến rũ, mặt mũi đỏ bừng, dán chặt lên người Dương Thanh. Không biết là vô tình hay cố ý, cô ta ôm tay anh ở trước ngực. Cảm nhận được thứ mềm mại trên cánh tay, Dương Thanh chợt căng thẳng. Ngoại trừ 5 năm trước thân mật với Tần Thanh Tâm, anh chưa từng thân mật với bất kỳ người phụ nữ nào như vậy. Dương Thanh cũng rất bất lực, ăn một bữa cơm trưa cũng tự chuốc say mình được. May mà cô ta còn biết mình phải về nhà. Đi thôi. Dương Thanh chỉ muốn nhanh chóng đưa cô ta về nhà. Cô ta cứ dán lên người anh như vậy chẳng khác gì đang tra tấn anh. Tô San thấy được phản ứng của Dương Thanh, thầm cảm thấy đắc ý. San San.
Hai người vừa bước ra khỏi phòng ăn thì nghe thấy có người kinh ngạc gọi. Một người đàn ông mặc đồ hàng hiệu đi thẳng tới, kinh ngạc nhìn dáng vẻ thân mật của hai người. Dường như cả người Tô San đều dính lên người Dương Thanh. Anh là ai? Tôi không biết anh. Tô San giả vờ say khướt lèm bèm nói, giơ tay ôm lấy cánh tay của Dương Thanh, chợt bảo, Dương Thanh, chúng ta mau về nhà đi. Nghe vậy, Dương Thanh còn chưa kịp phản ứng lại, người đàn ông kia đã nghe thấy rõ ràng, gương mặt tuấn tú tràn ngập tức giận. San San, anh là Trần Anh Tuấn đây. Anh ta vội vàng tới gần, nén giận nói. Nghe thấy cái tên này, Dương Thanh suýt bật cười thành tiếng. Con mẹ mày cười cái gì, Trần Anh Tuấn lườm Dương Thanh. Dương Thanh vội nín cười, xin lỗi. À, anh là Trần Anh Tuấn hả? Đừng cản đường nữa, chúng tôi phải về nhà. Tô San hơi nổi giận, cô ta vất vả tính kế, nào ngờ lại đụng phải Trần Anh Tuấn. Anh ta là ai? Trần Anh Tuấn nghiến răng chỉ vào Dương Thanh, lửa giận ngùn ngụt trong mắt. Anh ấy là bạn của tôi. Anh đi ra đi, đừng chắn đường của chúng tôi. Tô San rất tức giận, xem ra cũng tỉnh rượu rồi. Em là người phụ nữ của anh, tại sao lại thân mật với thằng đàn ông khác như vậy? Cho dù có là bạn cũng không được. Trần Anh Tuấn cau mày, căm ghét nhìn Dương Thanh. Anh câm miệng, tôi quen anh sao? Tôi là người phụ nữ của anh từ bao giờ? Tô San giận dữ ôm chặt cánh tay Dương Thanh, áy náy nhìn anh nói, chúng ta đi thôi. Trần Anh Tuấn chắn đường Dương Thanh lại, tức giận nhìn Tô San, em là vợ chưa cưới của anh. Bố anh và bố em đã nhận thông gia với nhau từ khi chúng ta vừa mới chào đời, sao em lại không quen anh được? Trước giờ tôi chưa từng chấp nhận chuyện này, muốn tôi làm vợ chưa cưới của anh á? Nực cười, thời đại nào rồi mà còn lấy lý do thông gia từ bé? Tôi khuyên anh đừng lãng phí thời gian với tôi nữa, nhanh chóng tìm người khác kết hôn đi. Dứt lời, Tô San liền kéo tay Dương Thanh rời đi. Từ đầu đến cuối, sắc mặt Dương Thanh đều lạnh như băng, cứ như đang xem một vở kịch chẳng hề liên quan đến mình. Mặt Trần Anh Tuấn tối sầm lại, từ nhỏ anh ta đã thích Tô San, khó khăn lắm mới đợi được cô ta về nước, nào ngờ lại bị người khác nhanh chân tới trước. Dù Tô San nói Dương Thanh chỉ là bạn bè nhưng trong mắt Trần Anh Tuấn, hai người họ đã ở bên nhau rồi. Bởi vì anh ta chưa từng thấy Tô San thân mật với người đàn ông nào như vậy. Đứng lại cho tôi. Trần Anh Tuấn bừng bừng lửa giận bước tới cản đường Dương Thanh. Thằng nhãi, không cần biết mày là ai, mày đều không có tư cách tiếp cận cô ấy. Cô ấy là người phụ nữ của tao, biết điều thì cút đi, Trần Anh Tuấn gằn giọng nói. Dương Thanh nhìn anh ta bằng ánh mắt kỳ quái. Tự dưng mình bị người ta ghi thù rồi à? Trần Anh Tuấn, anh cút ra cho tôi. Tôi quen biết người khác liên quan quái gì đến anh. Sao anh dám đuổi bạn tôi đi? Tô San lập tức chạy tới chắn trước người Dương Thanh, lớn tiếng quát tháo Trần Anh Tuấn. Mày chỉ biết trốn sau lưng phụ nữ thôi à? Trần Anh Tuấn không thèm để ý tới Tô San, chỉ nhìn chằm chằm Dương Thanh cười lạnh. Anh ta rút ví lấy một xấp tiền mặt khoảng chừng 2.000 tệ. Chỗ này đủ cho thằng nhà nghèo mày tiêu một khoảng thời gian, lấy rồi biến đi. Trần Anh Tuấn ném tiền lên người Dương Thanh. Xoạt xoạt. Ngay sau đó tiền rơi đầy đất, Tô San giận dữ toàn thân run rẩy, anh cút đi. San San, không phải em thực sự qua lại với thằng này đấy chứ? Sắc mặt Trần Anh Tuấn lạnh tanh, cực kỳ khó coi. Vốn còn tưởng hai người chỉ mới yêu đương đơn thuần thôi, nhưng xem ra không hề đơn giản như vậy. Trong mắt Trần Anh Tuấn, Tô San là của một mình anh ta. Bây giờ phát hiện cô ta qua lại với người đàn ông khác, đương nhiên anh ta sẽ rất tức giận. Đầu óc anh có vấn đề à? Tôi nói rồi, anh ấy chỉ là bạn của tôi, anh còn lằng nhằng cái gì? Anh mau xin lỗi bạn tôi đi. Tô San đã hoàn toàn tỉnh rượu. Nếu cô ta còn tiếp tục giả vờ say, chỉ e cô ta và Dương Thanh sẽ không đi được mất. Bảo anh xin lỗi thằng đào mỏ này hả? Em đùa anh à, anh là cậu chủ nhà họ Trần, thằng này là cái thá gì? Xứng để anh xin lỗi sao? Trần Anh Tuấn thực sự nổi giận, Tô San, tốt nhất em hãy nghĩ kỹ lại thân phận của mình. Em là vợ chưa cưới của anh, cũng là con dâu nhà họ Trần. Em ném mặt mũi của nhà họ Trần đi đâu hả? Đúng là không thể nói nổi. Tô San đã lười phản bác lại Trần Anh Tuấn. Kế hoạch của cô ta đã bị tên đàn ông chết tiệt này đảo lộn hết rồi. Dương Thanh, mặc kệ anh ta, chúng ta đi thôi. Tô San kéo tay Dương Thanh định rời đi. Nếu em đã không cần mặt mũi, anh sẽ đánh nát mặt em.
Trần Anh Tuấn thẹn quá hóa giận, vung tay lên tát Tô San. Dương Thanh không ngờ người đàn ông này lại có tính chiếm hữu với Tô San mạnh như vậy. Cô ta chỉ mới ăn cơm với người đàn ông khác một bữa đã định ra tay đánh người. Tô San cũng sợ ngây người, hoàn toàn không ngờ Trần Anh Tuấn sẽ đánh mình. Cô ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay to của anh ta lao tới, không cách nào né tránh. Bốp! Trong lúc nước sôi lửa bỏng, Dương Thanh chợt giơ tay nắm lấy bàn tay của Trần Anh Tuấn. Trần Anh Tuấn, anh dám đánh tôi sao? Tô San không dám tin vào mắt mình, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Nếu không có Dương Thanh, chắc chắn cô ta đã bị ăn tát. Tâm trạng không tốt. Trần Anh Tuấn không nhìn Tô San mà nhìn chằm chằm Dương Thanh, cắn răng nói, buông ra. Dương Thanh không định xen vào chuyện của người khác, nhưng Trần Anh Tuấn lại muốn đánh người. Dù sao Tô San cũng là bạn thân của Tần Thanh Tâm, lại còn tới ăn cơm với mình. Nếu để cô ta bị đánh ngay trước mặt mình, Tần Thanh Tâm sẽ không vui. Trần Anh Tuấn phải không? Tôi vốn không rảnh nói chuyện với anh, cũng không định so đo gì. Nhưng anh đánh người là sai rồi. Dương Thanh không thả tay của Trần Anh Tuấn ra, chỉ lạnh lùng nói, tôi phải nói cho anh biết, Tô San chỉ là bạn thân của vợ tôi, không hề có quan hệ mờ ám gì với tôi. Nhưng tôi không cho phép anh đánh cô ta ở trước mặt tôi. Dứt lời, Dương Thanh chợt buông tay, Trần Anh Tuấn trừng mắt nhìn anh, lửa giận bừng cháy. Tô San nghe Dương Thanh nói vậy bỗng thấy hơi mất mát. Nhưng cô ta biết thành quả ngọt phải qua thử thách, hôm nay bọn họ mới gặp nhau lần thứ hai. Tao chỉ biết Tô San có một cô bạn thân tên là Tần Thanh Tâm. Mày là chồng của cô ta à? Trần Anh Tuấn chợt lên tiếng. Không ngờ anh ta cũng biết Tần Thanh Tâm. Bố anh ta là bạn của Tô Thành Vũ, vậy thì địa vị của nhà họ Trần ít nhiều cũng phải ngang bằng với nhà họ Tô. Mà ở Giang Hải không hề có gia tộc nào họ Trần, vậy nên nhà họ Trần này chỉ có thể là thế lực ở nơi khác. Xem ra tính chiếm hữu của anh ta với Tô San đã trở nên cực đoan. Đến cả bản thân của Tô San là ai anh ta cũng biết rõ. Không sai, tôi chính là chồng của Tần Thanh Tâm, Dương Thanh lạnh lùng đáp. Trần Anh Tuấn cười lạnh, một thằng ở rể ăn bám cũng dám quản chuyện của tao, đúng là không biết trời cao đất dày. Nếu bây giờ mày quỳ xuống xin tao tha mạng, có lẽ tao sẽ nể tình mày thành thật, không có quan hệ với Tô San mà tha cho mày. Trần Anh Tuấn, anh đừng hiếp người quá đáng. Tô San bực bội nói, Dương Thanh là bạn tôi. Nếu anh dám làm gì anh ấy, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Hiện giờ, khí thế trên người Tô San cực kỳ mạnh mẽ, giọng điệu vô cùng nghiêm trọng. Tô San, em bảo vệ thằng vô dụng này như vậy, còn ôm ấp thân thiết với nhau là vì muốn cướp chồng của bạn sao? Trần Anh Tuấn bỗng châm chọc nói. Anh câm miệng, Tô San sắp phát điên rồi. Kỳ thực từ gia thế hay bề ngoài, Trần Anh Tuấn đều rất tốt, rất xứng với cô ta. Nhưng Tô San chẳng hề có hứng thú với một thằng điên có ham muốn chiếm hữu biến thái như vậy. Hai người chưa kết hôn mà anh ta đã điên như thế, nếu kết hôn rồi thì sẽ thế nào? Tô San thực sự không dám tưởng tượng, cô ta tuyệt đối không thể kết hôn với Trần Anh Tuấn. Ê thằng kia, tao đang nói chuyện với mày đấy, điếc à? Tô San càng che chở Dương Thanh, Trần Anh Tuấn càng căm ghét, cảm giác như đang bị cắm sừng vậy. Anh ta nhìn đồng hồ. Nhèo mắt nói, tao cho mày 30 giây. Nếu mày không quỳ xuống cầu xin, đừng trách tao không nương tay. Lúc ấy có hai người vệ sĩ mặc vest đi tới sau lưng Trần Anh Tuấn, trợn mắt nhìn Dương Thanh. Trần Anh Tuấn, đây là Giang Hải, không phải Châu Thành. Anh dám động tới một ngón tay của anh ấy, tôi sẽ khiến anh không thể rời khỏi Giang Hải. Không tin anh cứ thử xem. Tô San rất ngông cuồng. Trực tiếp gọi một cú điện thoại, trong vòng 10 phút lập tức dẫn người tới nhà hàng Mãnh Ký. Lúc này, Tô San như biến thành một người khác, khí thế bá đạo của cô ta khiến Trần Anh Tuấn thấy vô cùng lạ lẫm. Anh ta ngơ ngác hỏi, vì thằng đàn ông này mà em gọi người tới đối phó anh sao? Trần Anh Tuấn, anh ép tôi làm vậy, tôi đã nói rất rõ ràng, hai chúng ta không có khả năng. Anh vẫn cứng đầu làm phiền tôi, bây giờ còn muốn động vào bạn của tôi. Tô San lạnh lùng nói. Được, được lắm, không ngờ người phụ nữ của tôi lại đối đầu với tôi vì một thằng đàn ông khác. Trần Anh Tuấn cười lạnh một tiếng, cắn răng nói, anh cũng muốn xem thử, em gọi người đến thì làm gì được anh. Nếu chú Tô biết, nhất định chú ấy cũng sẽ đứng về phía anh. Dương Thanh vẫn lạnh lùng như cũ, không hề ngăn cản Tô San gọi người.
dù sao chuyện này chẳng liên quan gì tới anh. Thằng nhãi, mày chỉ biết núp váy đàn bà thôi hả? Nếu là đàn ông thì cút ra đây, đừng trốn sau lưng Tô San nữa. Cái thằng mặc váy, Trần Anh Tuấn chế giễu. Xung quanh có rất nhiều người vây xem. Bọn họ đều biết chuyện gì đã xảy ra, ai cũng chỉ trỏ phê phán Trần Anh Tuấn. Ai cũng nghĩ Tô San và Dương Thanh yêu nhau, Trần Anh Tuấn đeo bám Tô San, còn muốn ỷ thế hiếp người. Dương Thanh, anh cứ kệ anh ta. Đợi người của tôi tới, xem ai còn dám ngáng đường chúng ta, Tô San nổi giận đùng đùng. Dương Thanh cười khổ nghĩ, từ bao giờ anh đã vô dụng đến mức cần phụ nữ bảo vệ. Trần Anh Tuấn, nhân lúc tâm trạng của tôi còn đang tốt, tôi khuyên anh hãy mau tránh đường. Đến khi tâm trạng của tôi không tốt nữa thì sẽ không dễ nói chuyện bây giờ đâu, Dương Thanh chợt lên tiếng. Vậy sao, thế thì tâm trạng của mày đừng tốt nữa. Tao muốn xem rốt cuộc mày có tài cán gì, Trần Anh Tuấn cố tình khiêu khích. Dương Thanh lắc đầu bất lực, Trần Anh Tuấn ngây thơ ấu trí y như tên của anh ta, không hề chín chắn chút nào. Anh là người nhà họ Trần ở Châu Thành phải không? Dương Thanh bỗng hỏi. Vừa rồi lúc Tô San cảnh cáo anh ta có nói ở đây không phải Châu Thành. Sao hả thằng nhãi, bây giờ mày biết tao là ai rồi à? Thấy Dương Thanh biết nhà họ Trần ở Châu Thành, Trần Anh Tuấn kiêu ngạo khoe khoang, tao chính là người của gia tộc số 1 Châu Thành, ông nội tao là chủ nhà họ Trần, Trần Hưng Hải. Không ngờ đúng là người nhà họ Trần ở Châu Thành. Lúc trước khi nhà họ Dương bị diệt, Dương Thanh giao nhà họ Dương cho Lạc Bân xử lý. Còn nhà họ Trần vẫn luôn bày trò gây rối, thậm chí còn muốn tranh đoạt sản nghiệp của nhà họ Dương. Nhưng toàn bộ sản nghiệp đó đều được chuyển nhượng cho Dương Thanh bằng thủ tục hợp pháp, nhà họ Trần không làm gì được. Nhưng bọn họ vẫn không ngừng chọc phá Lạc Bân. Nếu anh không cho tiền bưu tới bảo vệ, chỉ e tính mạng của Lạc Bân đã gặp nguy hiểm. Thì ra Trần Hưng Hải là ông nội anh, chẳng trách anh dám kiêu căng như vậy, Dương Thanh cười nói. Châu Thành và Giang Hải là hai thành phố cùng cấp bậc, nhưng Giang Hải có 4 gia tộc lớn nhất, còn Châu Thành chỉ có 2. Nhà họ Trần chính là một trong số đó. Vậy nên địa vị của nhà họ Trần ở Châu Thành rất cao. Mày láo! Trần Anh Tuấn quát lớn, sao mày dám gọi thẳng tên của ông nội tao? Kể cả ông nội anh đứng trước mặt thì tôi vẫn dám gọi thẳng tên ông ta. Anh là cái thá gì? Dương Thanh cười lạnh. Thằng danh con, mày ép tao. Nghe vậy. Trần Anh Tuấn gào lên, chúng mày lên cho tao. Anh ta vừa ra lệnh, hai vệ sĩ liền xông tới chỗ Dương Thanh. Tô San cả giận nói, anh dám. Nhưng đúng lúc ấy, Dương Thanh vốn đang đứng cạnh Tô San chợt động đậy, lập tức xuyên qua người hai tên vệ sĩ kia. Bốp! Không ai kịp nhìn thấy anh làm thế nào, chỉ thấy một giây sau tay của Dương Thanh đã bóp chặt cổ Trần Anh Tuấn. Mày muốn làm gì? Hai tên vệ sĩ kinh hãi hét lên. Dương Thanh vẫn thản nhiên nhìn gương mặt hoảng sợ của Trần Anh Tuấn, chậm rãi nhả ra từng chữ, tôi nói rồi, nhân lúc tâm trạng tôi còn tốt thì đừng chọc đến tôi. Vậy mà anh cứ phải làm tôi khó chịu. Mày định làm gì? Trần Anh Tuấn bị Dương Thanh bóp cổ, nói chuyện rất khó khăn. Vừa rồi anh nói muốn tôi quỳ xuống cầu xin hả? Dương Thanh chợt lên tiếng. Thằng nhãi, mày dám động vào tao, nhà họ Trần sẽ không tha cho mày đâu. Trần Anh Tuấn sắp chết đến nơi vẫn sĩ diện, dù đang sợ hãi nhưng vẫn giận dữ dọa nạt. Dương Thanh lắc đầu bất lực, một giây sau, anh giơ chân đá một cái. Rầm. Trần Anh Tuấn bị đá vào khoeo chân, quỳ sụp xuống trước mặt Dương Thanh. Mạng sống bị đe dọa bịch, bịch. Hai đầu gối của Trần Anh Tuấn đập thẳng xuống mặt đất. Á! Cơn đau đớn bất thình lình khiến Trần Anh Tuấn thét giống lên. Anh ta vốn quen sống trong nhung lụa. Lại là người của gia tộc số 1 Châu Thành, từ bé đến lớn chưa từng phải chịu đau như vậy. Giây phút Dương Thanh đạp anh ta xuống, hai đầu gối mất khống chế đập thẳng xuống đất, hiển nhiên đã bị thương nặng. Đây là Dương Thanh đã nương tay rồi. Nếu không chỉ với một phát đạp, e rằng hai đầu gối của anh ta đã vỡ vụn rồi. Á, tao muốn mày chết, mau giết thằng đó cho tao. Khuôn mặt của Trần Anh Tuấn vặn vẹo vì đau đớn, giận dữ giống lên. Hai tên vệ sĩ thấy chủ của mình bị ấn quỳ trên mặt đất đã sợ ngây người, nghe thấy chủ ra lệnh liền lao tới tấn công Dương Thanh. Dương Thanh chỉ cười lạnh một tiếng, không biết sống chết. Anh đứng tại chỗ nhìn bọn họ xông tới, hai mắt nheo lại. Rầm, rầm. Giây phút hai tên vệ sĩ tới trước mặt Dương Thanh, anh lấy chân trái làm trục, toàn thân quay tròn một vòng,
chân phải đạp ra ngoài. Đồng thời, tay phải cũng vung nắm đấm. Hai tên vệ sĩ thi nhau bay ra ngoài, rơi xuống mấy bồn hoa cỡ lớn trong sảnh chính của nhà hàng, khiến chúng vỡ tan. Chỉ một lần đụng độ đã khiến bọn họ mất đi sức chiến đấu. Hiện giờ, tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn Dương Thanh. Trần Anh Tuấn không ngờ kết quả lại như vậy. Hai tên vệ sĩ kia là cao thủ do Trần Hưng Hải phái tới bảo vệ anh ta. Hầu như cả Châu Thành đều không ai đấu lại họ. Vậy mà hôm nay lại bị Dương Thanh dễ dàng đánh bại. Tô San cũng bị cảnh tượng trước mặt làm cho rung động. Lần trước cô ta bị ám sát ở cổng nhà họ Tô, lúc xe sắp đâm vào, lúc cô ta tuyệt vọng nhất Dương Thanh lại xông ra cứu giúp. Bây giờ anh lại ngăn cản Trần Anh Tuấn đánh cô ta. Sự mạnh mẽ của Dương Thanh khiến trái tim của cô ta đập thình thịch. Mày muốn làm gì? Thấy Dương Thanh tới gần, Trần Anh Tuấn sợ đến choáng váng, đầu gối bị thương nặng không thể đứng lên được. Anh ta ngồi bệt dưới đất, không ngừng giãy giụa về phía sau. Dương Thanh đi tới nhìn anh ta từ trên cao, hôm nay coi như cho anh một bài học. Nếu sau này anh còn dám làm phiền Tô San, kết cục sẽ không đơn giản như vậy đâu. Khóe mắt Tô San ươn ướt. Đến cả bố của cô ta là Tô Thành Vũ cũng chưa từng cho cô ta tự do lựa chọn tình yêu. Thậm chí để trốn tránh mối hôn nhân này, cô ta vẫn luôn ở nước ngoài không chịu quay về, cố gắng nâng cao năng lực khiến bản thân trở nên có ích để tranh thủ nắm giữ tình yêu của mình. Kể cả như vậy, cô ta vẫn hiểu rằng dù bản thân không thích Trần Anh Tuấn, Tô Thành Vũ vẫn quyết tâm gả cô ta vào nhà họ Trần. Mà Dương Thanh chỉ mới gặp cô ta lần thứ hai lại dám uy hiếp Trần Anh Tuấn không được quấy rối cô ta nữa. Cô chủ, cô không sao chứ? Lúc này, người của Tô San cũng đã tới. Tô San lắc đầu, lạnh lùng nhìn Trần Anh Tuấn, nghiêm mặt nói, tôi đã nói rất rõ ràng, tôi sẽ không bao giờ ở bên anh. Sau đó, cô ta lại nhìn sang Dương Thanh, chúng ta đi thôi. Trần Anh Tuấn nhìn theo bóng lưng hai người họ, ánh mắt vô cùng tàn nhẫn. Hung dữ nói, tao sẽ bắt hai đứa chó má chúng mày phải trả giá đắt. Mặc dù trong người Tô San có men say nhưng chủ yếu là giả vờ say. Bị Trần Anh Tuấn gây rối như vậy, cô ta đã hoàn toàn tỉnh rượu, không giả bộ được nữa. Sau khi hai người ra khỏi nhà hàng, vành mắt Tô San hơi đỏ, nói với Dương Thanh, xin lỗi anh. Tôi khiến anh đắc tội nhà họ Trần rồi. Dương Thanh cười nhạt, nếu bọn họ biết điều dừng lại, tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu bọn họ dám tiếp tục khiêu khích thì đừng có trách. Tô San không hề cảm thấy Dương Thanh đang nói khoác, cảm thấy hơi kinh ngạc. Lần đầu tiên gặp nhau ở tòa thành vương giả, Dương Thanh đeo mặt nạ, thản nhiên thắng liền năm ván bài một cách kỳ lạ, chọc giận Lưu Khải. Nhưng Dương Thanh vẫn vô cùng bình tĩnh, chỉ bảo cô ta và Tần Thanh Tâm rời đi trước. Đến khi anh ra ngoài, tất cả đều đã kết thúc. Mấy ngày sau, cô ta chợt nhận được tin báo Lưu Khải đã chết. Bắt đầu từ lúc đó, cô ta đã biết con người Dương Thanh không đơn giản. Hơn nữa, vừa rồi Dương Thanh đã biết thân phận của Trần Anh Tuấn mà vẫn dám ra tay đánh anh ta, bộ dạng vô cùng phách lối. Nhưng cô ta tin tưởng, Dương Thanh đủ tự tin làm vậy. Có thể đưa tôi về nhà không? Tô San chờ mong nhìn Dương Thanh. Đi thôi. Dương Thanh chỉ cười khẽ, quay lưng đi ra bãi đỗ xe. Trên đường đi, Tô San không hề lên tiếng. Chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính xe, không biết đang suy nghĩ điều gì. Mãi đến lúc Dương Thanh đỗ xe ở trước cổng nhà họ Tô, gọi cô ta một tiếng cô ta mới giật mình phản ứng lại. Cảm ơn anh vì chuyện ngày hôm nay. Tô San cảm ơn một lần nữa rồi mới xuống xe. Vừa bước vào biệt thự, cô ta đã thấy Tô Thành Vũ ngồi trên sofa, sắc mặt lạnh tanh. Bố! Thấy ông ta như vậy, Tô San lập tức chột dạ. Hừ! Trong mắt con còn có người bố này nữa sao? Tô Thành Vũ lạnh giọng nói. Hiển nhiên ông ta đã biết chuyện vừa rồi. Mắt Tô San đỏ hoe nói, vừa rồi Trần Anh Tuấn định đánh con. Nếu không có bạn con ở đó, con đã bị tát lệch mặt rồi. Chẳng lẽ trong lòng bố, lợi ích của gia tộc quan trọng hơn cả con sao? Hôn sự giữa con và Trần Anh Tuấn là hai nhà chúng ta đã đặt ra từ lâu. Theo ước hẹn, năm con 24 tuổi đã phải kết hôn rồi. Nhưng con lại trốn ở nước ngoài không chịu về, quá hạn mất 2 năm. Tô Thành Vũ thất vọng nói, chỉ trong 2 năm ngắn ngủi này, nhà họ Tô đã gặp phải rất nhiều nguy cơ, tổn thất cực lớn, con có biết không hả?
Bề ngoài trông nhà họ Tô rất có danh tiếng nhưng con có biết bao nhiêu người ở Giang Hải đang nhòm ngó vị trí của gia tộc chúng ta hay không? Vậy nên con và em gái còn chưa đủ 18 tuổi đã bị bố bắt ra nước ngoài, lấy danh nghĩa bảo vệ con nhưng thực chất là để bồi dưỡng một đứa thừa kế gia tộc, một đứa liên hôn với gia tộc mà bố đã sắp xếp, đúng không? Tô San bật khóc nức nở, không cam tâm nói. Bốp! Tô Thành Vũ giơ tay tát cô ta một cái, tức giận quát, câm miệng. Con câm miệng lại cho bố. Bố làm như vậy đều là vì nhà họ Tô cả. Con là con gái của bố, đương nhiên phải gánh chịu số mệnh này. Để gia tộc được như ngày hôm nay thực sự không dễ dàng, cho dù có phải hy sinh các con, bố cũng sẽ không do dự. Hiện giờ trên mặt Tô Thành Vũ chỉ có sự tàn nhẫn và vô tình, không hề để ý tới cảm nhận của Tô San. Tô San che bên mặt bị tát, nước mắt rơi lã chã, ánh mắt lại vô cùng kiên định, con đã nói con không thích Trần Anh Tuấn. Kể cả có phải chết cũng quyết không gả cho anh ta. Cuộc sống của con phải do con tự quyết định. Dứt lời, cô ta quay người rời đi. Tô Thành Vũ nhìn theo bóng lưng con gái, gương mặt như già đi cả chục tuổi, đôi mắt đục ngầu ngấn lệ. Dù sao cũng là con gái ruột thịt, sao ông ta lại không thương cho được. Nhưng ông ta không chỉ có hai đứa con gái này. Vì gia tộc, ông ta chỉ có thể bắt bọn họ gánh vác hết thảy. Dương Thanh đưa Tô San về xong rồi tới tập đoàn Nhãn Thanh. Anh vừa đỗ xe trước cổng đã thấy rất nhiều xe cảnh sát, xung quanh tòa cao ốc bị ngăn lại. Rất nhiều người đang vây quanh đường ranh giới ngẩng đầu nhìn lên đỉnh tòa nhà. Dương Thanh vội vàng đỗ xe ở ven đường. Vừa xuống xe đã thấy trong phòng làm việc ở tầng cao nhất có hai bóng người. Thị lực của Dương Thanh cực kỳ tốt, lập tức nhìn ra được thân phận của hai người đó, một là Tần Y. Người còn lại là đàn anh mà Tần Y từng theo đuổi hồi đại học, Vương Ngạn Quân. Lúc này, Tần Y đang bị Vương Ngạn Quân dùng dao ép sát vào lan can, chỉ cần sơ ý một chút thôi là có thể rơi xuống dưới. Tôi chết cùng anh. Nhìn thấy cảnh tượng này, mặt Dương Thanh biến sắc. Đã xảy ra chuyện gì thế? Dương Thanh kéo một nhân viên đang vây xem lại. Nghe đầu bạn trai cũ của sếp Tần đến tìm cô ấy, muốn ở bên cô ấy nhưng sếp Tần không đồng ý. Thế là anh ta cầm dao đe dọa, muốn kéo sếp Tần cùng nhảy lầu. Nhân viên vội vàng kể lại, ánh mắt đong đầy lo lắng. Sắc mặt Dương Thanh lạnh như băng, trước đây Vương Ngạn Quân đến tập đoàn Nhãn Thanh quấy rầy Tần Y đã bị anh thông báo cho người nhà họ Dương đưa người đi, không ngờ tên này còn dám tới. Nếu chuyện này chỉ đơn giản là trả thù cá nhân thì anh cũng bỏ qua. Nhưng nếu có người xúi dục sau lưng thì chuyện phức tạp rồi đây. Anh muốn làm gì? Dương Thanh mới vừa nhảy qua dây phong tỏa hiện trường đã bị mấy cảnh sát ngăn lại. Tránh ra! Dương Thanh đang vội cứu người, bèn quát một câu rồi lập tức xông vào tòa nhà. Lúc này, trên sân thượng, một tay Vương Ngạn Quân ghì chặt cổ Tần Y, tay kia giữ chặt con dao găm kề vào cổ cô ta. Hai người đang đứng ở mép sân thượng. Ở cửa cầu thang dẫn lên tầng thượng còn có mấy cảnh sát đang khuyên bảo hết lời. Chàng trai à, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần cậu không làm hại con tin, chúng tôi đảm bảo tuyệt đối không làm cậu bị thương. Súng đã lên nòng, cảnh sát đứng ở cửa cầu thang, lo lắng khuyên giải. Các người có giỏi thì cứ nổ súng đi. Ông đây sống đủ rồi, hôm nay ông đây hoàn toàn không có ý định sống sót rời khỏi nơi này. Hai mắt Vương Ngạn Quân đỏ ngầu. Tâm trạng cực kỳ kích động. Tần Y vô cùng sợ hãi, cô ta chưa bao giờ trải qua chuyện thế này, một khi trượt chân thì cả cô ta và Vương Ngạn Quân sẽ cùng rơi xuống. Tòa nhà này cao 16 tầng, cứ tính mỗi tầng cao 3 mét thì cả tòa nhà cao gần 50 mét, nếu ngã từ trên này xuống thì sẽ thảm vô cùng. Cho dù phía cảnh sát đang cầm súng cũng không dám bóp cò. Vương Ngạn Quân đang đứng ngay sát mép sân thượng, nếu anh ta chết thì Tần Y cũng rơi xuống theo. Vương Ngạn Quân, rốt cuộc anh muốn gì? Có gì thì chúng ta ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng không được sao? Tần Y lên tiếng, mắt đỏ hoe. Cho dù lòng đang sợ hãi nhường nào, cô ta cũng phải tìm cơ hội thuyết phục Vương Ngạn Quân. Con khốn này, cô im miệng cho tôi. Vương Ngạn Quân gào lên, bởi vì tâm trạng kích động nên mũi dao quẹt vào cổ Tần Y, máu tươi lập tức chảy ra. Anh đừng kích động. Cảnh sát tái mét mặt mày, vội vàng hô to. Con khốn này, tôi ẩn mình ở nhà họ Dương bao nhiêu lâu qua chẳng phải vì cô cả sao? Còn cô thì sao? Cô phớt lờ tất cả sự hy sinh của tôi, thậm chí thằng anh rể vô dụng của cô còn gọi Dương Uy tới đưa tôi đi.
mẹ nó cô có biết không? Sau cái lần tôi bị đưa đi, nhà họ Dương đã đuổi tôi ra khỏi cửa với hai bàn tay trắng, vậy là mọi cố gắng của tôi trong bao nhiêu năm qua thành dã tràng xe cát biển đông. Nếu không phải tại cô từ chối tôi thì tôi sẽ có ngày hôm nay sao? Cô không muốn ở bên tôi phải không? Vậy bây giờ tôi sẽ kéo cô nhảy xuống, dù có làm ma tôi cũng phải quấn lấy cô. Ha 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 ha, Vương Ngạn Quân hết sức kích động, cười như điên như dại. Vương Ngạn Quân, anh đừng ngốc nữa, nếu chết rồi thì chúng ta sẽ hoàn toàn biến mất trên thế gian này. Vì tôi mà anh không cần mạng nữa sao? Nếu anh chết thì bố mẹ anh phải làm sao? Những người yêu thương anh phải làm sao? Làm vậy không đáng đâu. Cho dù mất việc ở nhà họ Dương nhưng anh vẫn có bằng cấp, có năng lực cơ mà, kiểu gì chả có trốn dung thân. Cùng lắm thì anh làm việc cho tập đoàn Nhạn Thanh, tôi đề cử với trụ sở chính cho anh làm phó tổng giám đốc được không? Thấy Vương Ngạn Quân sắp hoàn toàn đánh mất lý trí, Tần Y cuống quýt khuyên nhủ. Im đi, cô im miệng cho tôi. Vương Ngạn Quân gào lên, kéo Tần Y toan nhảy từ sân thượng xuống. Vương Ngạn Quân! Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên. Vương Ngạn Quân đang định kéo Tần Y nhảy xuống chợt run lên. Anh ta xoay người lại thì trông thấy Dương Thanh xuất hiện, trong nháy mắt, nét mặt anh ta bỗng trở nên cực kỳ dữ tợn. Là mày! Làm sao Vương Ngạn Quân có thể quên Dương Thanh được? Anh ta cho rằng Tần Y là đầu sỏ gây nên tất cả, nhưng Dương Thanh càng đáng hận hơn. Tại vì mình đi tìm Tần Y, Dương Thanh gọi Dương Uy tới nên chuyện mình quấy rầy Tần Y mới bị lộ, cũng vì thế mà mình bị nhà họ Dương đuổi ra khỏi gia tộc. Tần Y cũng rất ngạc nhiên khi thấy Dương Thanh, nhưng ngay sau đó ngạc nhiên chuyển thành lo lắng. Cô ta biết rõ hiện tại Vương Ngạn Quân điên cuồng cỡ nào, nhất định là anh ta sẽ không tha cho Dương Thanh. Dương Thanh bình tĩnh nhìn Vương Ngạn Quân và hỏi, cậu nói không sai, đúng là tôi báo cho nhà họ Dương, nói cậu làm phiền Tần Y, thậm chí còn uy hiếp nhà họ Dương là nếu không đuổi cậu thì tôi sẽ hủy hợp tác với bọn họ. Trong câu này, vế trước là thật, vế sau là bịa. Nhưng anh phải nói vậy để Vương Ngạn Quân chuyển thù hận lên người mình. Thì ra là thằng khốn nhà mày lợi dụng việc hợp tác để uy hiếp nhà họ Dương. Tất cả là tại mày, nếu không phải do mày thì sao tao có thể rơi vào tình cảnh ngày hôm nay. Tất cả là tại mày. Vương Ngạn Quân gào to, ánh mắt hừng hực ngọn lửa thù hận. Đúng vậy, tất cả là tại tôi. Vì vậy, người cậu muốn giết nhất phải là tôi mới đúng. Dương Thanh nói rất thản nhiên, nhưng giờ nhìn cậu thế này là muốn nhảy lầu cùng Tần Y hả? Vậy thì cứ nhảy đi. Cậu yên tâm, sau khi cậu tắt thở, tôi sẽ nhặt xác giúp cậu. Đích thân đưa thi thể của cậu cho bố mẹ cậu và nói cho bọn họ biết rằng con trai của các người bị tôi hủy hoại tất cả, nhưng không làm gì được tôi nên đành nhảy lầu. Cậu nói xem liệu rằng đến lúc đó bố mẹ cậu có bị lời nói của tôi chọc tức chết không? Còn tôi kẻ ác ôn hủy hoại mọi thứ của cậu vẫn sống nhởn nhơ trên cõi đời này. Anh điên à! Mấy cảnh sát đứng ở cửa thốt lên đầy kinh hãi. Chọc giận một kẻ điên trong tình huống này có khác nào đâm đầu vào chỗ chết đâu. Mày nói đúng lắm, nếu tao chết rồi mà tên khốn hủy hoại tất cả mọi thứ của tao là mày vẫn còn sống nhởn nhơ trên cõi đời này, như thế sao được? Vương Ngạn Quân lẩm bẩm nhìn Dương Thanh rồi đột nhiên cười phá lên, Dương Thanh, may mà mày nhắc tao, không thì suýt nữa tao đã bỏ sót kẻ đầu sỏ rồi. Mày không chết thì sao tao chết được? Xem ra cậu không ngốc, biết tôi mới là kẻ đáng chết nhất, Dương Thanh cà khịa. Anh rể, mặc kệ em, anh rời khỏi đây nhanh lên. Giờ anh ta điên rồi, anh mau đi đi. Đâu phải Tần Y không nhìn ra ý định của Dương Thanh, cô ta lập tức cuống lên, vội vàng hét ầm lên. Dương Thanh mặc kệ Tần Y, vẫn nhìn Vương Ngạn Quân chằm chằm rồi bất chợt lên tiếng, cậu thả Tần Y, sau đó cầm dao bắt tôi nhảy lầu cùng cậu, thấy thế nào? Vương Ngạn Quân im lặng hồi lâu, khóe miệng chợt nhếch lên, Dương Thanh, mày tưởng tao là thằng đần hả? Tuy việc tao làm rất điên cuồng nhưng tao không phải kẻ ngu. Tao biết mày rất giỏi, nếu tao đổi Tần Y lấy mày thì e là mày chưa chết, tao đã bị mày lấy mạng rồi. Vậy cậu muốn thế nào? Dương Thanh lạnh nhạt hỏi. Tao biết mày muốn cứu con ả này. Được thôi, chỉ cần bây giờ mày nhảy từ đây xuống thì tao sẽ thả cô ta, sao hả? Vương Ngạn Quân chợt buông lời độc ác. Dương Thanh híp mắt, mặc dù tên này hành động điên cuồng nhưng quả thật không ngốc, không thể lừa anh ta được. Anh rể, anh mau đi đi. Cho dù anh nhảy xuống, anh ta cũng không tha cho em đâu.
Tần Y lo lắng ra mặt. Với hiểu biết của cô ta về Dương Thanh, cô ta biết anh có thể làm bất cứ chuyện gì để cứu mình. Mẹ kiếp, mau nhảy đi, nếu không tao sẽ đẩy cô ta xuống ngay bây giờ. Vương Ngạn Quân giận dữ gầm lên, sau đó xô Tần Y như muốn đẩy cô ta xuống. Được, tôi nhảy. Dương Thanh cất lời, tiếp đó bước từng bước tới mép sân thượng. Anh điên rồi, quay lại mau. Cảnh sát cuống quýt gọi to. Gặp phải một tên điên đã đủ khiến họ nhức đầu rồi, ai ngờ còn lòi ra một tên nữa. Tần Y cũng hoảng, vừa giãy giụa dữ dội vừa gào thét. Vương Ngạn Quân, anh muốn chết thì tôi sẽ chết cùng anh. Vương Ngạn Quân không ngờ lúc nãy Tần Y còn rất sợ chết, ấy vậy mà bây giờ cô ta lại kéo mình cùng nhảy lầu để cứu Dương Thanh. Con khốn này, cô tằng tịu với anh ta hả? Gương mặt Vương Ngạn Quân vô cùng dữ tợn, anh ta ôm chặt Tần Y. Hy vọng cậu giữ lời hứa. Đột nhiên Dương Thanh nhìn Vương Ngạn Quân nói câu này, sau đó giang hai tay, cơ thể dần đổ về phía trước. Đừng! Tần Y thét to. Nhưng mà khi cô ta thét lên, Dương Thanh đã nhảy xuống. Bị chụp trộm anh rể. Tần Y thét to, nước mắt trào ra như nước lũ vỡ đê, thoáng cái cả khuôn mặt đã giàn giụa nước mắt. Ha ha! Vương Ngạn Quân cười sằng sặc, không ngờ trên đời này vẫn còn đứa ngu đến mức độ này, không ngờ anh ta tưởng mình sẽ thả Tần Y thật, ha ha! Lúc này ánh mắt Tần Y dại ra, vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng. Dường như trong đầu cô ta đang phát một đoạn phim tua nhanh, tất cả đều là cảnh liên quan đến Dương Thanh. Cô ta nghĩ tới ngày đầu tiên Dương Thanh vừa về Giang Hải, cô ta đã sỉ nhục anh. Cô ta nghĩ tới cái lần trúng bẫy của Tần Phi, suýt thì bị làm nhục nhưng Dương Thanh đã cứu cô ta. Cô ta nghĩ tới hôm một mình đi quán bar uống rượu, Dương Thanh đã phái người âm thầm bảo vệ cô ta. Và vô số hình ảnh khác nữa, lúc nào Dương Thanh cũng bảo vệ và hy sinh vì cô ta. Càng nghĩ trái tim càng quặn đau, ánh mắt của cô ta cũng dần trở nên sắc bén. Vương Ngạn Quân, chẳng phải anh muốn chết sao? Được, tôi chết cùng anh. Đột nhiên cô ta nhìn Vương Ngạn Quân với thái độ quyết liệt cùng ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Ban đầu Vương Ngạn Quân đến tìm Tần Y vì muốn ở bên cô ta. Bị Tần Y từ chối, anh ta mới nghĩ đến chuyện kéo cô ta chết chung. Nhưng sau khi nhìn thấy Dương Thanh nhảy xuống, anh ta lại hối hận, không muốn chết nữa. Nhìn ánh mắt quyết tâm của Tần Y, anh ta bất giác run lên, Tần Y, đầu sỏ gây nên mọi chuyện đã đi đời nhà ma rồi, sau này chúng mình sống thật hạnh phúc được không em? Em yên tâm, anh nhất định sẽ yêu em cả đời. Đừng hòng! Gương mặt Tần Y ngùn ngụt thù hận, cô ta nói xong, không biết lấy sức ở đâu ra mà kéo Vương Ngạn Quân ra mép sân thượng, cả hai cùng rơi xuống. Á! Cảm giác rơi tự do khiến Vương Ngạn Quân thét lên vì hoảng sợ. Nhưng Tần Y không hề sợ hãi, cô ta nhắm mắt lại, dang rộng hai tay như muốn giải thoát. Bộp! Tuy nhiên, trong khoảnh khắc cô ta rơi xuống, đột nhiên cả người được kéo vào một vòng tay ấm áp. Khi mở mắt ra, cô ta trông thấy một gương mặt quen thuộc. Anh rể! Tần Y mừng đến bật khóc, rầm! Ngay sau đó, cô ta nghe thấy tiếng kính vỡ. Dương Thanh ôm cô ta nhảy vào cửa sổ kính, sau đó đáp xuống sàn một cách vững vàng. Tất cả diễn ra với vận tốc ánh sáng, bỗng dưng Tần Y có cảm giác như đang nằm mơ. Cô ta cứ tưởng Dương Thanh nhảy lầu chết rồi, nhưng không ngờ anh chẳng những không chết mà còn cứu mình. 2 phút trước, lúc mọi người vây xem dưới tòa nhà trông thấy Dương Thanh nhảy từ sân thượng xuống, ai nấy đều kinh hãi. Nhưng Dương Thanh không rơi xuống mà lập tức bám vào mép cửa sổ tầng thượng. Tiếp đó, Vương Ngạn Quân và Tần Y cùng rơi xuống. Trong lúc mọi người còn đang hoảng sợ, Dương Thanh bỗng ôm lấy Tần Y vừa rơi xuống, sau đó cả hai cùng nhảy vào từ lối cửa sổ. Dương Thanh và Tần Y được cứu, nhưng Vương Ngạn Quân thì không may mắn như vậy. Rơi từ sân thượng tòa nhà 16 tầng, cho dù bên cảnh sát đã đặt đệm cứu sinh cực dày trên đất xong anh ta vẫn ngất xỉu ngay lập tức, sống chết không rõ. Trong văn phòng ở tầng cao nhất, Tần Y ngơ ngác nhìn Dương Thanh, hai mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã. Anh rể, em có thể ôm anh một lát được không? Tần Y nghẹn ngào nói, cả người vẫn run lẩy bẩy. Dương Thanh nhìn gương mặt xinh xắn gần ngay trước mắt, buông tiếng thở dài rồi bước tới ôm cô ta vào lòng, muốn khóc thì cứ khóc thật to. Hu hu! Tần Y không thể đè nén cảm xúc được nữa, bật khóc nức nở. Cái ôm của Dương Thanh không hề pha tạp tình yêu nam nữ,
anh chỉ nghĩ Tần Y là em gái của Tần Thanh Tâm thì cũng là em gái của anh, là người thân của anh. Cô ta vừa mới bị đe dọa, lại còn đứng giữa ranh giới sống chết, đa số người cả đời cũng không phải trải qua chuyện tương tự, nhưng một cô gái hơn 20 tuổi như Tần Y lại phải nếm trải trong mấy chục phút ngắn ngủi. Chẳng cần nghĩ cũng biết nhất định là tinh thần của Tần Y đang suy sụp, bây giờ cô ta đang cần một bến cảng để giải tỏa tâm trạng. Sau một lúc lâu, Tần Y mới dần dần bớt sợ, có điều vòng ôm của Dương Thanh ấm áp quá, tự dưng cô ta không nỡ rời xa. Nhưng nghĩ đến Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu, dù luyến tiếc đến đâu cô ta cũng phải kiên quyết tách ra. Xin lỗi anh rể, em làm bẩn áo của anh rồi. Tối về em sẽ giặt cho anh. Thấy ngực áo Dương Thanh ướt đẫm, Tần Y cúi đầu nói khẽ. Dương Thanh mỉm cười đáp, được. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng động, là cảnh sát chạy tới. Thấy Dương Thanh và Tần Y không bị làm sao, bọn họ mới thở phào. Cô Tần và cậu đây không sao chứ? Một người trung niên mặc đồng phục bước tới hỏi. Tần Y lắc đầu, không sao ạ, vừa rồi cảm ơn các chú. Cô Tần đừng khách sáo, đó là việc chúng tôi phải làm. Người trung niên đáp lời, sau đó còn nói thêm, nếu không sao thì mời hai người đi cùng chúng tôi một chuyến, dù sao chuyện lúc nãy đã gây nên ảnh hưởng lớn, chúng tôi phải ghi chép lại. Dương Thanh nhíu mày, đang định từ chối thì Tần Y đã giành nói trước, vâng, vậy bây giờ chúng ta đi luôn nhé. Sau đó hai người được đưa tới đồn cảnh sát, đối phương không gây khó dễ cho bọn họ mà chỉ làm việc theo trình tự quy định, ghi chép xong thì cho họ về luôn. Chiều đừng đến công ty. Anh ra ngoài giải sầu với em. Sau khi ra ngoài, Dương Thanh bỗng lên tiếng. Chắc chắn là chuyện hôm nay đã tác động cực lớn đến Tần Y, nếu không giúp cô ta giải tỏa tâm trạng thì sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng tới cô ta. Nếu anh rể đã nhiệt tình hẹn em thì em không khách sáo đâu. Tần Y cười tủm tỉm. Mặc dù cô ta tỏ ra rất bình thường nhưng Dương Thanh vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc bất ổn trong lòng cô ta. Đúng lúc này, điện thoại của Tần Y đổ chuông. Là Tần Thanh Tâm gọi đến. Y Y, em có sao không? Điện thoại vừa kết nối Tần Thanh Tâm đã sốt sắng hỏi han, hiển nhiên là chuyện xảy ra ở tập đoàn Nhạn Thanh đã lan truyền ra bên ngoài. Tần Y vội đáp, chị ơi em không sao rồi, chị đừng lo. Sếp Tần, cuộc họp với đối tác đã đến giờ. Ừ, tôi biết rồi. Y Y, em có chắc là em ổn không? Qua điện thoại, Tần Y đã nhận ra Tần Thanh Tâm đang bận rộn. Bèn mỉm cười nói, chị à, em ổn thật mà, anh rể đang ở cạnh em này. À chị ơi, em mượn anh rể nửa ngày nhé, chị đồng ý không? Sau khi nói ra chuyện Dương Thanh đang ở cùng mình, Tần Y mới thấy thoải mái hơn nhiều, không thì cứ như là mình cặp kè với anh rể vậy. Dương Thanh cũng ở đó hả? Đúng lúc chị đang bận, nếu anh ấy ở đó thì chị yên tâm rồi. Chiều em đừng đi làm, bảo Dương Thanh đưa e đi giải khuây nhé. Tần Thanh Tâm đáp lời ngay, không mảy may nghi ngờ. Tần Y rất cảm động, lúc này chị là người quan tâm mình nhất, và cả anh rể sẵn lòng ở bên cạnh mình. Vậy thì em cảm ơn chị cứ yên tâm làm việc, chiều em và anh rể sẽ đón Tiêu Tiêu về nhà, Tần Y mỉm cười lên tiếng. Ok, chị đi họp đây, nói rồi Tần Thanh Tâm cúp điện thoại. Được sự đồng ý của Tần Thanh Tâm, Tần Y không còn cảm thấy mang gánh nặng khi ở cùng Dương Thanh nữa. Em muốn đi đâu? Dương Thanh tươi cười hỏi. Khu vui chơi, em muốn ngồi tàu lượn siêu tốc, còn muốn nhảy bungee nữa, Tần Y gieo hò. Vậy thì đi thôi. Dương Thanh nở nụ cười dịu dàng. Dương Thanh đi theo Tần Y cả một buổi chiều, mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm. Trong khu vui chơi ở Giang Hải, Tần Y có mặt ở tất cả các trò mạo hiểm như là tàu lượn siêu tốc, nhảy bungee. Dương Thanh cũng bị cô ta kéo theo chơi cùng. Tiếng hét của cô ta không ngừng vang lên bên tai anh. Cho đến khi sắp phải đón Tiêu Tiêu tan học, hai người mới chuẩn bị rời đi. Lúc bọn họ đang định rời khỏi khu vui chơi, đột nhiên ánh mắt Dương Thanh trở nên lạnh lẽo, song sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường. Anh nói với Tần Y, em đợi ở đây một lát nhé, anh vào nhà vệ sinh. Dương Thanh nói xong, Tần Y chưa kịp đáp lời thì anh đã đi về một hướng. Anh rể, nhà vệ sinh ở đây mà. Tần Y vừa chỉ vào nhà vệ sinh bên cạnh vừa hô, nhưng Dương Thanh đã đi xa, không nghe thấy. Thôi xong, bị phát hiện rồi. Cách đó không xa, một thanh niên trẻ trông thấy Dương Thanh đang đi về phía mình bèn cất máy ảnh kỹ thuật số đi, xoay người bỏ chạy.
lại gặp rắc rối mày thoát được không? Tay săn ảnh mới chạy được vài bước, một thân hình quen thuộc đã xuất hiện trước mặt hắn ta. Hắn ta hoảng hốt, lập tức xoay người nhìn về phía sau theo bản năng. Lúc nãy người này vẫn còn ở phía sau cách hắn ta mấy chục mét, vậy mà hắn ta mới xoay người chạy được vài bước, đối phương đã chặn trước mặt hắn ta. Cuối cùng thì tay săn ảnh cũng chắc chắn người đàn ông trước mặt chính là Dương Thanh, đối tượng bị hắn ta theo đuôi chụp trộm cả một buổi chiều. Cậu điên à, chặn đường tôi làm gì? Tay săn ảnh chột dạ nói, cố tỏ ra bình tĩnh định rời đi. Đừng vờ vịt nữa, mày đã chụp trộm bọn tao cả một buổi chiều. Mau đưa máy ảnh đây, Dương Thanh hờ hững cất lời. Cậu không phải minh tinh, mẹ nó, ai thèm chụp trộm cậu chứ, tay săn ảnh bực bội. Dương Thanh cười gằn, nếu không đưa thì tao tự lấy vậy. Dứt lời anh lập tức vươn tay về phía chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Mẹ kiếp, cậu định cướp giật đấy à? Tay săn ảnh giận dữ quát, đồng thời vội vàng né tránh. Việc Dương Thanh muốn làm, hắn ta ngăn sao nổi. Anh dễ dàng giật lấy máy ảnh. Nhóc con, mau đưa máy ảnh cho tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy, tay săn ảnh đe dọa. Dương Thanh phớt lờ, cầm máy ảnh mân mê. Tay săn ảnh muốn cướp lại nhưng không cướp được. Chẳng mấy chốc Dương Thanh đã tìm thấy ảnh chụp trong đó, có những gần 100 tấm, tất cả đều là ảnh chụp anh và Tần Y ở khu vui chơi. Có lẽ tên này là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, góc chụp cực kỳ khéo léo, xem tấm ảnh nào cũng thấy Dương Thanh và Tần Y vô cùng thân mật như một cặp tình nhân. Mẹ kiếp, cậu trả máy ảnh cho tôi mau. Tay săn ảnh giận dữ gào lên, chẳng dễ gì mới chụp được chừng ấy ảnh, nếu bị Dương Thanh phát hiện thì tiêu đời. Nhưng hắn ta không ngờ Dương Thanh đã tìm được ảnh chụp, lại còn lướt xem hết một lượt. Ánh mắt anh dần trở nên lạnh lẽo, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào tay săn ảnh. Hắn ta nhìn vào mắt Dương Thanh, toàn thân lập tức run rẩy, lưng đổ mồ hôi lạnh. Cậu muốn làm gì? Tay săn ảnh lùi về sau vài bước, sợ hãi nhìn Dương Thanh. Nói đi, ai sai mày làm, Dương Thanh lạnh lùng chất vấn. Cậu nói gì vậy, tôi nghe không hiểu, tay săn ảnh giả ngu. Dương Thanh lạnh lùng nhìn hắn ta, sau đó tháo thẻ nhớ trong ra. Cậu làm gì thế, trả máy ảnh cho tôi. Thấy Dương Thanh tháo mất thẻ nhớ, tay săn ảnh biết là mình đã bị lộ, vội vàng xông đến giật lại. Bộp! Dương Thanh ném mạnh chiếc máy ảnh kỹ thuật số đắt đỏ xuống đất. Với sức của anh, cú ném này mang tính hủy diệt, chiếc máy ảnh lập tức vỡ tan tành, dù có sửa cũng chẳng có bất kỳ tia hy vọng nào. Mà thẻ nhớ cũng bị anh bẻ thành mảnh vụn rồi thiện tay vứt vào thùng rác. Cậu dám đập máy ảnh của tôi liều mạng với cậu. Tay săn ảnh thấy máy ảnh bị hỏng thì lửa giận thiêu đốt lý trí, lập tức lao tới Dương Thanh. Dầm! Dương Thanh đạp hắn ta bay ra mấy mét, ngã rầm xuống đất la oai oái. Nói đi, rốt cuộc ai sai mày tới? Nếu không nói thì tao không ngại khiến mày mãi mãi không bao giờ chụp ảnh được nữa. Dương Thanh đi đến, giẫm lên tay của hắn ta. Một khi anh giẫm mạnh thì cái tay này sẽ lập tức tàn phế. Tay săn ảnh cảm nhận được áp lực từ MU bàn tay, mặt hắn ta biến sắc, cuống quýt gào lên, có người tìm đến phòng làm việc của tôi, trả tôi 10.000 tệ. Bảo tôi chụp ảnh thân mật của cậu và bạn gái. Nhưng tôi không biết ông ta là ai. Tay săn ảnh thật sự sợ hãi, hắn ta kiếm sống bằng nghề này, nếu tay tàn phế thì coi như toi đời. Dương Thanh lại hỏi, phòng làm việc của mày ở đâu? Kẻ đó tìm mày chụp ảnh bọn tao khi nào? Studio Nghệ Kiệt số nhà 500 đường Dân Thái. 2 tiếng trước, một người trung niên tìm tôi, yêu cầu tôi lập tức đến khu vui chơi Giang Hải chụp ảnh, tay săn ảnh vội vàng khai thật. Lúc này Dương Thanh mới thả chân ra, lạnh lùng quát cút. Tay săn ảnh mừng như được đặc xá, 3 chân 4 cẳng chạy mất. Dương Thanh lấy di động ra gọi điện, 2 tiếng trước, có một người trung niên đến Studio Nghệ Kiệt số nhà 500 đường Dân Thái. Điều tra cho tôi xem rốt cuộc kẻ này là ai. Dương Thanh đã đoán được sơ sơ nhưng vẫn cần xác nhận lại. Lần trước, ở chi nhánh tập đoàn Nhãn Thanh tại Giang Hải, sau khi Lạc Bân bổ nhiệm Tần Y lên làm phó tổng giám đốc chi nhánh, có một tên trưởng phòng bày tỏ thái độ không phục. Sau đó, tên trưởng phòng này bị Lạc Bân đuổi ra khỏi công ty nhưng đột nhiên lại nhảy lầu tự tử. Hơn nữa, Dương Thanh điều tra ra được người đứng sau tên trưởng phòng đó là phó tổng giám đốc của tổng công ty Nhạn Thanh. Sau khi ông này vào gia tộc Vũ Văn ở Yến Đô thì mất dấu.
Ngoài ra còn có người rêu rao khắp Giang Hải chuyện tập đoàn Nhạn Thanh đã tách khỏi gia tộc Vũ Văn khiến cho sự phát triển của tập đoàn Nhạn Thanh gặp nhiều trắc trở. Tất cả những chuyện này cho thấy trong gia tộc Vũ Văn có người muốn phá hủy chi nhánh tại Giang Hải. Rất có thể là chuyện hôm nay cũng có liên quan đến gia tộc Vũ Văn. Dương Thanh nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt trở nên sắc bén. Anh lẩm bẩm, không cần biết mày là ai, nếu mày dám ra tay với tập đoàn Nhạn Thanh, tao sẽ không bỏ qua. Đối với Dương Thanh, tập đoàn Nhạn Thanh không kiếm được bao nhiêu tiền nhưng nó là thứ duy nhất mẹ để lại cho anh sẽ liều mạng bảo vệ dù chỉ là một tờ giấy. Anh rể, nhà vệ sinh ở đây mà, sao anh chạy xa thế? Thấy Dương Thanh quay lại, Tần Y cười hì hì chỉ vào nhà vệ sinh công cộng ngay bên cạnh. Nhìn thấy Tần Y, Dương Thanh mới thôi khó chịu, mỉm cười nói, lúc nãy vội quá nên không nhìn thấy. Chúng ta đi đón Tiêu Tiêu thôi. Tần Y đã chơi suốt buổi chiều, tâm trạng đã khá hơn nhiều, xem ra chuyện hồi chưa không ảnh hưởng quá lớn tới cô ta. Dương Thanh khẽ thở phào, lái chiếc xe Phaeton đi tới trường mầm non Lam Thiên. Trong một căn biệt thự sang trọng của gia tộc Vũ Văn ở Yến Đô. Một thanh niên trẻ ngồi trên sofa bằng gỗ sưa đắt đỏ, tay bưng một chén rượu vang quý giá khẽ lắc qua lắc lại. Một người trung niên đứng trước mặt anh ta, thấp thỏm nói, tôi không ngờ thằng nhãi kia có thể cứu con bé đó. Vốn dĩ tôi muốn xoay chuyển tình thế nhưng lại thất bại, xin cậu bân trách phạt. Việc này không phải lỗi của ông, là tôi đã xem thường thằng nhãi kia. Nó sống dai như rắn vậy, xem ra muốn chơi chết nó chẳng dễ dàng. Cậu bân nhếch môi cười. Hờ hững cất lời. Cậu Bân, tôi thấy cần gì phải phiền phức thế. Chỉ bằng cứ tìm sát thủ khử cậu ta đi, thế là xong chuyện mà, người trung niên dè dặt lên tiếng. Ông nội đã giao tập đoàn Nhạn Thanh cho nó, nếu khử nó thì ông nội nhất định sẽ điều tra đến cùng. Cậu Bân híp mắt nói, nhưng mà không sao, tập đoàn Nhạn Thanh là thứ duy nhất mẹ nó để lại cho nó, chỉ cần hủy hoại tập đoàn Nhạn Thanh thì ắt có thể khiến nó sống không bằng chết. Tại sao chúng ta không trực tiếp ra tay với tổng công ty mà phải đối phó với một chi nhánh Giang Hải nhỏ nhoi, người trung niên không tài nào hiểu nổi. Ngu xuẩn, ông cụ ghét nhất là kẻ nào làm trái mệnh lệnh của mình. Cậu Bân cười gằn, bây giờ tập đoàn Nhạn Thanh đã giao cho Dương Thanh, mà tổng công ty lại ở Yến Đô. Ra tay ngay trước mắt ông cụ, ông chê tôi được cưng chiều quá hả? Cậu Bân, là tôi rốt nát. Người đàn ông trung niên hoảng sợ. Vội vàng quỳ rạp xuống đất. Được rồi, đứng lên đi. Cậu Bân lạnh nhạt nói, tôi không cần biết ông dùng cách nào, nhất định phải tiêu diệt chi nhánh Giang Hải trong vòng một tháng cho tôi. Người đàn ông trung niên run lên, vội vàng đáp, cậu Bân yên tâm, tôi tuyệt đối không để cậu thất vọng. Tại trường mầm non Lam Thiên ở Giang Hải, Dương Thanh đã đón Tiêu Tiêu, đang định rời đi thì phát hiện cách đó không xa có mấy bóng người đang theo dõi mình. Anh nhíu mày. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Không biết lần này là người do kẻ nào phái tới. Bọn họ đến trường mẫu giáo tìm mình là muốn cảnh cáo mình sao? Trong mắt Dương Thanh giấy lên ý muốn giết người. Bất kể kẻ nào muốn đối phó anh đều chấp nhận được. Nhưng chặn anh ở cổng trường mẫu giáo thì chẳng khác nào chui đầu vào chỗ chết. Đột nhiên anh nhớ ra còn có chút việc phải xử lý. Em lái xe đưa Tiêu Tiêu về nhà trước được không? Dương Thanh bỗng lên tiếng. Tần Y không phát hiện ra điều gì bất thường, chỉ cho là Dương Thanh đang bận. Vì vậy, cô ta vội trả lời, có gì đâu mà không được. Vậy em lái xe đưa Tiêu Tiêu về nhà, anh tự bắt xe nhé. Tạm biệt bố. Ở cùng Dương Thanh đã lâu, Tiêu Tiêu không quấn bố như hồi mới gặp nữa. Tạm biệt Tiêu Tiêu. Dương Thanh tươi cười vẫy tay. Dương Thanh dõi mắt nhìn theo Tần Y lái xe rời đi, sau đó đi thẳng về phía mấy người kia. Dùng chỗ này đổi. Dương Thanh vừa đi đến, tám gã đầu con lập tức bao vây anh vào giữa. Đám người này có khí thế rất mạnh, ít ra cũng mạnh hơn đám đàn em của Vương Cường. Cậu Dương, phiền cậu đi cùng chúng tôi một chuyến. Lúc này, tên cầm đầu chợt mở lời. Trông gã rất dữ tợn, mày rậm mắt to, râu ria xồm xoàm, cằm và trên miệng mọc đầy ria mép nối đến tận thái dương, là râu quai nón điển hình. Một chiếc xe Prado màu trắng đỗ sau lưng gã, cửa xe đã mở sẵn. Dương Thanh không trả lời, chỉ hờ hững liếc nhìn gã râu quai nón rồi chủ động lên xe. Gã râu quai nón hơi ngạc nhiên, thảo nào gia tộc phải cử bọn họ tới, quả nhiên đối phương có khí chất hơn người, có lẽ không phải hạng người tầm thường.
20 phút sau, xe dừng trước cửa Club Hoàng Triều. Cho đến khi lên tầng cao nhất, vào phòng riêng ở tít trong cùng, 8 gã đầu con mới dừng chân. Gã râu quai nón gõ cửa, thưa ông chủ, đã mời người tới rồi. Cửa mở, Dương Thanh mới biết ai muốn tìm mình, thì ra là Ngụy Sâm. Lúc trước, sau khi Dương Thanh ép mua spa Hoàng Hà từ tay Đinh Lộc, mấy ngày sau Ngụy Sâm mới biết chuyện này, bèn dẫn người đến spa Hoàng Hà nhưng bị Mã Siêu đánh bị thương nặng một cách dễ dàng, còn bị Dương Thanh chỉnh ác một phen. Dương Thanh, cuối cùng cũng mời được cậu. Ngụy Sâm lạnh lùng nhìn Dương Thanh. Ông ta dựa vào sofa, mỗi bên ôm một cô nàng xinh đẹp, phía sau ông ta là một người đàn ông vạm vỡ cao chừng 1m9, đứng sừng sững như một tòa tháp bằng thép. Lúc này, người đàn ông vạm vỡ kia đang lạnh lùng nhìn Dương Thanh chằm chằm. Dương Thanh vẫn bình tĩnh như thường nhưng lại khiến hắn cảm thấy áp lực nặng nề. Người này rất mạnh. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Đây là ấn tượng đầu tiên của hắn về Dương Thanh. Mà từ đầu đến cuối Dương Thanh chỉ liếc hắn đúng một lần rồi nhìn sang Ngụy Sâm. Ông chủ Ngụy sắp xếp cho 8 cao thủ đi mời tôi, đúng là coi trọng tôi. Dương Thanh cười châm chọc, sau đó ngồi lên chiếc sofa phía đối diện Ngụy Sâm. Ngụy Sâm nheo mắt, ánh mắt sắc bén. Dương Thanh bình tĩnh nhìn ông ta nhưng lại khiến ông ta có cảm giác như bị thú hoang rình rập. Dương Thanh, tôi phải thừa nhận là cậu khiến tôi cảm thấy rất có hứng thú. Ngụy Sâm chợt nhếch môi thành một độ cong tàn nhẫn, thong thả nhả từng chữ. Giới tính của tôi rất bình thường, ông tuyệt đối đừng nảy sinh hứng thú với tôi, Dương Thanh mỉm cười đáp lại. Ngụy Sâm nhíu mày nhưng nhanh chóng giãn ra, tay ngứa ngáy, miệng mở lời, các em ra ngoài trước đi. Sau khi hai cô nàng xinh đẹp rời đi, trong phòng chỉ còn lại Dương Thanh, Ngụy Sâm và người đàn ông vạm vỡ phía sau ông ta. Tôi đã điều tra cậu, không có gì đặc biệt ngoài 5 năm đi lính. Mà 5 năm trước, cậu vẫn còn là một tên nghèo kiết xác đến nỗi phải cầu xin người ta chỉ vì 500.000. À đúng rồi, còn một thân phận nữa, là thằng con hoàng bị gia tộc Vũ Văn ở Yến Đô vứt bỏ. Nếu gia tộc Vũ Văn định chấp nhận thân phận của cậu thật thì tôi còn kiêng dè cậu. Nhưng mà người ta kiên quyết không nhận, thậm chí còn không cho phép cậu mang họ Vũ Văn. Có lẽ thằng Ngô Vương Cường bị cậu cáo mượn oai hùng dọa sợ, nhưng Ngụy Sâm tôi thì không. Quan hệ giữa Dương Thanh và gia tộc Vũ Văn đã bị phơi bày từ lâu, Ngụy Sâm tra được mấy chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Nhưng bọn họ nào biết? Không phải gia tộc Vũ Văn tước đi họ của anh mà là anh đã sửa lại họ của mình sau khi anh và mẹ bị đuổi đi. Người Giang Hải nào biết hôm anh về Giang Hải? Quản gia của gia tộc Vũ Văn đích thân đợi ở sân bay, mời anh quay về Yến Đô quản lý gia tộc Vũ Văn theo lệnh của chủ gia tộc. Ông chủ Ngụy mời tôi đến đây không phải để nói mấy lời nhảm nhí này chứ. Nếu đúng là vậy thì tôi không có thời gian tiếp ông, Dương Thanh cười hờ hững cất lời. Dương Thanh, hình như cậu không rõ tình cảnh của mình thì phải. Ngụy Sâm bỗng lên tiếng, câu nói có ý đe dọa. Ồ, tình cảnh gì cơ? Dương Thanh hỏi mỉa. Không coi Ngụy Sâm ra gì. Điều này làm cho Ngụy Sâm giận sôi gan, nhưng trước giờ ông ta không phải người kích động, nếu không thì hôm đó ở spa Hoàng Hà, vệ sĩ bị đánh, bản thân thì bị Dương Thanh bắt chẹt 40 triệu, ông ta đã chẳng rời đi một cách dễ dàng như thế. Hôm nay Ngụy Sâm sai người đưa Dương Thanh đến đây cũng bởi vì đã điều tra Dương Thanh cặn kẽ. Ông ta cho rằng, sở dĩ Vương Cường cung kính với Dương Thanh là bởi vì anh lợi dụng thân phận gia tộc Vũ Văn. Nhóc con, tôi cũng chẳng dài dòng với cậu nữa. Spa Hoàng Hà là sản nghiệp của nhà họ Ngụy chúng tôi, Đinh Lộc chỉ là con rối do chúng tôi bồi dưỡng mà thôi, ông ta không có tư cách bán lại Spa Hoàng Hà. Ánh mắt Ngụy Sâm lạnh như băng, người đàn ông vạm vỡ phía sau cũng hết sức cảnh giác, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Bụp! Dương Thanh tiện tay cầm lon Coca-Cola trên bàn lên, mở lon uống một ngụm, sau đó cười hờ hững, rồi sao? Con! Dương Thanh cong ngón tay búng một cái, nắp khoen bắn phụt đi, làm vỡ một chai XO trên bàn. Chai rượu lập tức nổ tung, mặt bàn lênh láng rượu, phản chiếu màu đỏ nâu lấp lánh. Hành động của Dương Thanh khiến người đàn ông vạm vỡ phía sau Ngụy Sâm phải nhíu mày. Đối phương phải dùng bao nhiêu sức và lực khống chế mới có thể dùng khoen bắn vỡ một chai rượu vang thượng hạng. Đáy mắt Ngụy Sâm cũng không giấu nổi vẻ hoảng sợ. Dương Thanh đang ngồi trước mặt ông ta. Nếu vừa rồi anh búng cái khoen kia vào đầu ông ta thì điều gì sẽ xảy ra? Người đàn ông vạm vỡ thình lình bước lên chắn trước mặt Ngụy Sâm, đồng thời nhìn Dương Thanh chòng chọc.
Tránh ra. Ngụy Sâm chợt quát to. Người đàn ông vạm vỡ đanh mặt nói, ông chủ, anh ta rất mạnh. Tôi bảo cậu cút ra. Ngụy Sâm nổi giận. Lúc này người đàn ông vạm vỡ mới lùi về phía sau ông ta, còn đặt một tay trong áo vest, rõ ràng là trong áo giấu súng. Một khi Dương Thanh cả gan có bất kỳ hành động nào gây tổn thương đến Ngụy Sâm, hắn sẽ rút súng trước tiên. Dương Thanh nở nụ cười thản nhiên, Ngụy Sâm này có thể trở thành người thừa kế của nhà họ Ngụy quả nhiên là có ít bản lĩnh. Ngụy Sâm biết rõ đối phương có thể lấy mạng mình một cách dễ dàng nhưng ông ta vẫn đối diện trực tiếp với Dương Thanh, lòng can đảm này đã vượt xa nhiều người. Chỉ cần cậu trả lại Spa Hoàng Hà cho nhà họ Ngụy thì tôi sẽ trả gấp đôi số tiền cậu đã bỏ ra. Ngụy Sâm nghiêm mặt nói, không còn giữ thái độ khinh thường như vừa nãy nữa. Ông chủ Ngụy, hình như ông vẫn chưa rõ một việc. Tôi mua Spa Hoàng Hà là tiền trao cháo múc, nhưng ông lại luôn miệng bắt tôi trả lại, sao nghe cứ như tôi là phường trộm cướp thế. Tôi trả tiền gấp đôi mua lại, Ngụy Sâm nghiến răng nghiến lợi gằn lên. Không bán. Dương Thanh mỉm cười lắc đầu, đừng nói là gấp đôi, cho dù gấp 10 tôi cũng không bán. Đó là cái cây hái ra tiền đấy, sao tôi nỡ bán? Xét về khả năng hút tiền thì Club Hoàng Triều này bỏ xa Spa Hoàng Hà. Ngụy Sâm nói, và lại, cậu giữ Spa Hoàng Hà cũng không hái ra tiền. Tôi lấy Club này đổi với cậu được không? Ông chủ Ngụy, ông xem tôi là thằng ngu hả? Chỗ này kiếm được nhiều tiền hơn Spa Hoàng Hà mà ông lại phải dùng chỗ này đổi lấy Spa Hoàng Hà của tôi à? Dương Thanh châm chọc. Có thể rời đi được chưa? Nghe Dương Thanh nói vậy, Ngụy Sâm lập tức nổi giận. Quỳnh! Ông ta đập mạnh tay xuống bàn trà rồi đứng bật dậy. Đồng thời, người đàn ông vạm vỡ sau lưng ông ta lập tức rút ra một khẩu súng câu trong áo vest. Họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào đầu Dương Thanh. Cậu trai, cậu đừng có được voi đòi tiên. Cậu bỏ ra 100 triệu mua Spa Hoàng Hà thì tôi sẽ cho cậu 200 triệu. Ngụy Sâm đỏ bừng mắt vì giận dữ. Ông ta là người rõ nhất Spa Hoàng Hà quan trọng với nhà họ Ngụy như thế nào. Quan trọng là chính việc này đã khiến chủ gia tộc họ Ngụy nghi ngờ năng lực làm việc của ông ta. Mặc dù ông ta đã được xác định là người thừa kế nhưng trước khi thực sự trở thành chủ gia tộc, vị trí người thừa kế có thể bị thay thế bất cứ lúc nào. Vậy nên dù phải bỏ ra thêm 100 triệu cho Dương Thanh, ông ta cũng quyết đoạt lại Spa Hoàng Hà bằng được. Dương Thanh nheo mắt lại, vẫn bình tĩnh như không. Anh dựa lưng vào thành ghế sofa, bật cười nói, ông chủ Ngụy, ông đang muốn ép mua ép bán sao? Lúc trước là biệt thự, bây giờ là Spa Hoàng Hà. Mặc dù không cùng một người nhưng cách làm việc đều y hệt nhau. Dương Thanh, rốt cuộc phải thế nào cậu mới chịu trả lại Spa Hoàng Hà cho tôi? Ngụy Sâm hít sâu mấy hơi, cố gắng đè nén lửa giận xuống. Dương Thanh híp mắt nói, ông chủ Ngụy, tôi có thể trả lại Spa Hoàng Hà lại cho ông. Chỉ cần ông chịu đồng ý với tôi một chuyện, tôi sẵn sàng tặng lại cho ông miễn phí. Vừa rồi Ngụy Sâm nói hết nước hết cái Dương Thanh cũng không chịu trả lại Spa Hoàng Hà. Đột nhiên anh nói như vậy khiến ông ta không khỏi cảnh giác. Cậu muốn tôi đồng ý cái gì? Ngụy Sâm lạnh giọng hỏi. Tôi rất coi trọng việc kinh doanh của Spa Hoàng Hà. Chỉ cần ông giúp tôi giới thiệu một vài đối tác của ông cho tôi sẽ trả lại Spa Hoàng Hà miễn phí cho ông. Ông thấy sao? Ánh mắt sắc bén của Dương Thanh quét thẳng về phía Ngụy Sâm. Trong mắt Ngụy Sâm chợt lóe lên một tia kinh ngạc nhưng ngoài mặt vẫn giả ngu, nhíu mày nói, Spa Hoàng Hà chỉ là một chỗ cung cấp dịch vụ tắm rửa thôi mà. Tôi cũng chẳng có đối tác nào cả. Ông chủ Ngụy, ông là người thông minh, nhưng tôi cũng không phải thằng ngu. Ông hiểu tôi đang nói đến việc kinh doanh gì mà, Dương Thanh cười nói. Anh vốn muốn giao chuyện này cho cảnh sát xử lý chứ không định nhúng tay vào. Nhưng bây giờ là cơ hội hiếm có. Nếu anh có thể phá hủy con đường mại dâm đen tối kia cũng coi như không phụ sự bồi dưỡng ở biên giới phía Bắc. Ngụy Sâm liền im lặng, ông ta tin Dương Thanh đã biết bí mật của Spa Hoàng Hà. Một lúc lâu sau ông ta mới chịu lên tiếng, thu súng lại đi. Nghe lệnh, người đàn ông vạm vỡ kia mới thu súng vào, vẫn đứng sau lưng Ngụy Sâm cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Thanh. Nếu cậu đã biết thì chắc cũng hiểu được tầm quan trọng của chuyện này. Giờ cậu bảo tôi giới thiệu đối tác làm ăn cho cậu, khác gì tự tạo thêm cho nhà họ Ngụy một đối thủ cạnh tranh, Ngụy Sâm phản bác. Dương Thanh lạnh nhạt nói, yên tâm, tôi sẽ không kinh doanh cái này ở Giang Hải đâu. Ngụy Sâm đốt một điếu thuốc lá, rít một hơi mạnh rồi chậm rãi nhả khói ra,
híp mắt nhìn Dương Thanh, sao tôi tin được cậu sẽ không tranh giành mối làm ăn của nhà họ Ngụy? Tin hay không tùy ông, dù sao Spa Hoàng Hà vẫn đang nằm trong tay tôi, việc làm ăn ở Giang Hải vẫn cho tôi nắm giữ. Dương Thanh đáp, giơ tay xem đồng hồ, cho ông suy nghĩ một buổi tối. Nếu trước 10 giờ sáng mai ông chủ Ngụy vẫn không đưa ra được quyết định thì đừng tìm tôi nữa. Dứt lời, Dương Thanh đứng lên định rời đi. Người đàn ông vạm vỡ sau lưng Ngụy Sâm lại rút súng ra ngắm vào Dương Thanh. Bắn súng không phải sở trường của hắn, đấu tay đôi mới phải. Hắn rút súng ra là vì cảm nhận được áp lực cực lớn tỏa ra từ trên người Dương Thanh. Nếu thực sự phải đấu tay đôi, hắn sẽ không thể đảm bảo được sự an toàn cho Ngụy Sâm. Trong mắt Dương Thanh chợt lóe lên, tôi khuyên anh tốt nhất hãy giấu thứ này đi. Dương Thanh, mày thực sự cho rằng tao cho người gọi mày tới là sẽ đối xử với mày như khách quý sao? Ngụy Sâm híp mắt lại. Chẳng lẽ không phải? Dương Thanh châm chọc hỏi. Xem ra tao đã quá khiêm tốn nên người ngoài đều nghĩ tao là loại người nhát gan sợ phiền phức. Ngụy Sâm bỗng nhiên lắc đầu, tự giễu nói. Ông chủ Ngụy không định thả tôi ra sao? Dương Thanh lại hỏi. Con mẹ nhà mày là cái thá gì cũng đòi cho tao một đêm suy nghĩ. Lúc ấy, khí thế trên người Ngụy Sâm tăng vọt, ông ta cả giận nói, hôm nay mày không trả lời thì đừng hòng bước ra khỏi đây nửa bước. Ông tưởng chó của ông cầm một cây sắt vụn là có thể uy hiếp được tôi sao? Dương Thanh chợt lên tiếng, đồng thời bước thẳng về phía Ngụy Sâm. Sắt vụn. Ngụy Sâm giận quá hóa cười, xem ra mày rất tự tin với năng lực của mình. Đứng lại. Người đàn ông vạm vỡ thấy Dương Thanh tiếp cận Ngụy Sâm liền giơ súng ngắm vào đầu anh, lớn tiếng quát. Vèo. Hắn vừa dứt lời, thân thể của Dương Thanh liền bật ra xa, khiến hắn chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Bởi vì mắt thường của hắn không thể theo kịp tốc độ cẩu Dương Thanh. Rầm. Một giây sau, Dương Thanh đã túm đầu Ngụy Sâm ấn xuống mặt bàn. Tiếng vang rất lớn, khay trà cứng rắn làm bằng thủy tinh lập tức vỡ vụn. Trên mặt Ngụy Sâm tràn đầy máu tươi, xương mũi gãy nát. Ông ta gào lên thảm thiết. Tám vệ sĩ ở ngoài cửa nghe thấy tiếng kêu của Ngụy Sâm liền chạy vọt vào phòng. Ông chủ. Thấy bộ dạng thê thảm của Ngụy Sâm, tất cả mọi người đều kinh hãi. Sau vài giây ngơ ngác, bọn họ nhanh chóng bao vây xung quanh Dương Thanh. Sắc mặt của người đàn ông vạm vỡ hoàn toàn trắng bệch, bàn tay cầm súng run lẩy bẩy, không dám bóp cò. Hắn chợt có cảm giác dù mình có nổ súng cũng không thể bắn trúng Dương Thanh. Ngược lại còn có khả năng bị anh lấy mạng. Giết thằng này cho tao, mau giết nó. Ngụy Sâm đau đớn gào lên. Tám vệ sĩ đưa Dương Thanh tới đây đồng loạt xông về phía anh. Ánh mắt Dương Thanh vô cùng lạnh lẽo, khẽ nhúc nhích chân liền biến mất tại chỗ. Rầm. Khi bóng dáng của anh lại hiện ra, tên vệ sĩ râu quai nón đã bị đá bay ra ngoài. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, Dương Thanh cứ như một bóng ma, thân thể lóe lên một cái liền biến mất. Mỗi khi vào tới trước mặt một người anh lại tung ra một nắm đấm. Tám vệ sĩ bị đánh ngã trên mặt đất trong vòng chưa đầy 8 giây. Trong phòng ngoại trừ Dương Thanh đang đứng chỉ còn lại người đàn ông vạm vỡ đang cầm súng. Bàn tay cầm súng của hắn run lẩy bẩy, toàn thân cũng không ngừng run rẩy. Bịch, bịch, bịch. Bước chân của Dương Thanh cứ như của thần chết, dọa hắn sợ hết hồn. Anh đừng tới đây, tôi bắn đấy. Người đàn ông vạm vỡ run giọng nói. Dương Thanh khinh thường bật cười một tiếng. Khi anh đã vào tới trước mắt hắn, hắn vẫn không dám bóp cò. Dương Thanh giơ tay giật lấy khẩu súng câu về tay mình một cách dễ dàng. Cạch. Trong lúc người đàn ông vạm vỡ kia vẫn chưa hết khiếp sợ, khẩu súng câu chế tạo bằng kim loại kia đã bị bẻ cong. Tay không bẻ cong sắt thép. Đây là điều sức người có thể làm được sao? Chân hắn mềm nhũn, ngồi phịch trên mặt đất. Ngơ ngác không thể lấy lại tinh thần. Tôi đã nói đây chỉ là một cây sắt vụn mà các người không chịu tin. Dương Thanh tiện tay ném khẩu súng bị bẻ cong xuống chân người đàn ông vạm vỡ, cất bước đi tới chỗ Ngụy Sâm đã bị dọa sợ ngây người, giơ chân dẫm lên mặt ông ta, ông chủ Ngụy, bây giờ tôi có thể rời đi được chưa? Nhận làm anh trai. Ngụy Sâm không dám ngăn cản, gật đầu lia lịa, há miệng kêu ô ô không ngừng. Vừa rồi lúc Dương Thanh ấn đầu ông ta xuống, cả gương mặt đều bị nện vào mặt bàn, cái mũi đã bị gãy, răng cũng bay mất vài cái. Hiện giờ mặt mũi ông ta sưng vù, muốn nói cũng nói không ra. Lúc này Dương Thanh mới cất bước rời đi,
đến cửa chợt dừng lại, cho ông một đêm để suy nghĩ, trước 10 giờ sáng mai tôi đợi câu trả lời của ông ở Spa Hoàng Hà. Dứt lời, anh lập tức đi ra ngoài. Cả người Ngụy Sâm như bị hút cạn sức lực, mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân. Lúc Dương Thanh trở về biệt thự, trời đã tối. Anh rể, anh về rồi à? Thấy Dương Thanh về, Tần Y chủ động chào hỏi. Dương Thanh nhìn chằm chằm Tần Y mấy lần, thấy sắc mặt cô ta bình thường, ánh mắt linh động không giống giả vờ. Xem ra cô ta đã vượt qua được chuyện hôm nay. Anh đang lo chuyện lúc chiều sẽ khiến em bị ám ảnh sao? Tần Y tới gần, chủ động ôm cánh tay Dương Thanh cười hì hì. Dương Thanh lén rút tay về, cười nói, xem ra em không sao. Nào ngờ anh vừa rút tay xong, Tần Y lại ôm tay anh tiếp, mỉm cười nói, anh rể, từ hôm nay trở đi em sẽ không gọi anh là anh rể nữa. Hả? Dương Thanh ngơ ngác hỏi, không gọi anh rể thì gọi là gì? Từ bé em đã muốn có anh trai. Hơn 20 năm sống trên đời, chỉ có anh mới khiến em cảm thấy giống anh trai. Vậy nên từ hôm nay em sẽ gọi anh là anh trai. Tần Y lắc cánh tay Dương Thanh, vui vẻ nói. Thấy Tần Y đang ôm tay Dương Thanh, Tần Thanh Tâm hơi thấy ghen, vội đi tới kéo Tần Y ra, được rồi, để anh rể em ăn cơm đã. Ăn xong lại nói chuyện sau. Chị, em nói rồi mà, anh ấy là anh trai em. Sao chị còn nói là anh rể nữa, Tần Y trợn mắt nói. Tần Thanh Tâm bất lực hùa theo, được rồi, anh ấy là anh trai em. Cho anh trai em ăn cơm đã được không? Hai đứa đang nói linh tinh gì vậy? Không biết Châu Ngọc Thúy chạy ra từ lúc nào, nghe thấy hai chị em nói chuyện liền đen mặt. Con muốn nhận Dương Thanh làm anh trai, sao lại là nói linh tinh, Tần Y không vui nói. Từ lần trước Châu Ngọc Thúy khiến Tần Y tổn thương, đến tận bây giờ cô ta vẫn không chịu tha thứ cho mẹ mình. Hừ, Châu Ngọc Thúy lạnh lùng nói, chẳng qua là Tô Thành Vũ chịu ơn cậu nên mới tặng cậu tòa biệt thự này thôi mà. Bà ta không hề biết tòa biệt thự này do Dương Thanh mua về. Từ lúc nghe Tô Thành Vũ chính miệng nói Dương Thanh từng giúp đỡ nhà họ Tô ở khách sạn Vườn Sao, bà ta vẫn luôn cho rằng tòa biệt thự này do Tô Thành Vũ tặng Dương Thanh để đền ơn. Mẹ, Dương Thanh tự mua đấy, không liên quan đến nhà họ Tô đâu, Tần Thanh Tâm lên tiếng giải thích. 5 năm trước cậu ta còn lừa của bố con 500.000, làm sao chỉ đi lính 5 năm đã mua được biệt thự xa hoa như vậy, Châu Ngọc Thúy châm chọc nói. Châu Ngọc Thúy, bà nói đủ chưa? Đúng lúc này, một giọng nói tức giận vang lên từ ngoài cổng. Tần Đại Dũng vừa tan làm về đến nhà. 5 năm trước, đúng là Dương Thanh hỏi vay tôi 500.000, nhưng là để cứu mẹ nó. Nhưng đáng tiếc, nó chưa kịp mang tiền đến bệnh viện, mẹ nó đã bất hạnh ra đi. Tần Đại Dũng lạnh giọng nói, ngày hôm sau Dương Thanh lập tức trả lại tiền cho tôi, bà cũng biết chuyện này mà. Khi ấy bà còn cãi nhau với tôi một trận vì tôi cho nó vay tiền. Nhưng khi nó vừa trả tiền về, bà lập tức mang đi cho cháu bà mượn. 5 năm rồi vẫn chưa thấy cháu bà trả tiền lại cho tôi đâu. Tần Đại Dũng, ông nói nhăng nói cuội gì đấy. Châu Ngọc Thúy thẹn quá hóa giận, lập tức phủ nhận. Tần Đại Dũng hừ lạnh nói, tôi nói sai hay không bà tự biết. Sau khi trải qua nửa tháng chìm trong bóng tối không nhìn thấy ánh mặt trời, dường như Tần Đại Dũng đã biến thành một người khác. Hiện giờ, khí thế của ông ta vô cùng mạnh mẽ. Tần Đại Dũng, cháu tôi chỉ vay ông 500.000. Tôi theo ông chịu khổ nhiều năm như vậy, lấy của ông 500.000 cho cháu vay thì đã sao? Hơn nữa chúng ta là vợ chồng, số tiền đó là tài sản chung theo pháp luật. Châu Ngọc Thúy sử dụng tuyệt chiêu khóc giống. 500.000 đó là tiền của hồi môn tôi nhịn ăn nhịn mặc lúc còn ở công ty để dành cho hai con gái. Bà thì hay rồi, không thèm hỏi ý kiến tôi đã tự tiện cho cháu bà vay tiền. Hai mắt Tần Đại Dũng đỏ ngầu vì tức giận, kết quả thì sao? Cháu bà lấy được tiền liền mua xe xịn. Khi đó công ty của Thanh Tâm gặp phải khó khăn, vô cùng thiếu tiền, bà có sót con không hả? Bà có từng nghĩ tiết kiệm tiền để giúp công ty của con gái vượt qua khó khăn không? Sau đó công ty của Thanh Tâm bị gia tộc cướp đi, con bé thì sinh non. Người làm mẹ như bà lại ngủ nướng đến lúc con bé sinh xong mới mò tới bệnh viện. Bà có xứng đáng làm mẹ không hả? Lúc hai đứa nó học đại học, tôi đưa tiền cho bà để nộp học phí cho chúng. Bà đã làm gì? Bà dám lấy tiền đi mua trang sức. Còn nữa, từ lâu Tần Đại Dũng đã không chịu nổi Châu Ngọc Thúy, bây giờ tức nước vỡ bờ nên khơi lại toàn bộ chuyện cũ.
Tần Thanh Tâm và Tần Y đều bật khóc nức nở. Nếu Tần Đại Dũng không nói ra, cả đời này hai người họ sẽ không bao giờ biết được sự thật đau đớn này. Câm mồm, ông câm mồm lại cho tôi. Châu Ngọc Thúy thẹn quá hóa giận, ông nói bậy. Tần Đại Dũng sao ông dám bịa chuyện như vậy? Có phải thấy hai đứa con gái có tiền đồ nên ông cố tình bịa chuyện để lấy lòng chúng hay không? Tôi nói cho ông biết, đừng có mơ. Tần Đại Dũng biết rõ mức độ mặt dày của Châu Ngọc Thúy. Sau khi xả hết tâm sự trong lòng, ông ta không muốn tranh luận với bà ta nữa, dứt khoát quay về phòng mình. Thanh Tâm, Y Y, bố hai đứa nói dối đấy. Mẹ không bao giờ làm bậy đâu. Thấy vẻ mặt thất vọng của hai cô con gái, Châu Ngọc Thúy vội vàng thanh minh. Tần Y cười lạnh nói, bố có nói dối hay không, mẹ biết rõ nhất còn gì. Nói xong câu này, cô ta cũng bỏ về phòng. Thanh Tâm, con phải tin mẹ. Mẹ tuyệt đối không phải loại người như vậy. Châu Ngọc Thúy kích động nắm chặt tay Tần Thanh Tâm. Mẹ, con mệt rồi. Tần Thanh Tâm quá mệt mỏi, tinh thần rã rời, bèn hất tay Châu Ngọc Thúy ra trở về phòng mình. Hiện giờ trong phòng khách chỉ còn lại Dương Thanh và Châu Ngọc Thúy. Dương Thanh lạnh lùng nhìn Châu Ngọc Thúy rồi cũng quay người rời đi. Anh tin những lời Tần Đại Dũng vừa nói đều là thật. Anh không thể ngờ được Châu Ngọc Thúy có thể làm ra những chuyện ghê tởm như vậy. Nhất là khi Tần Thanh Tâm sinh non, bà ta lại có thể vô tâm ngủ nướng, không thèm tới bệnh viện. Cậu đứng lại cho tôi. Dương Thanh mới đi được vài bước đã nghe thấy Châu Ngọc Thúy gào lên. Bà ta chạy tới trước mặt anh vung tay lên tát, đều tại thứ vô dụng nhà cậu. Bốp! Dương Thanh nhanh tay bắt cánh tay của Châu Ngọc Thúy lại, lạnh lùng nhìn bà ta. Đanh giọng nói, tôi gọi bà một tiếng mẹ là vì Thanh Tâm. Nhưng điều này không có nghĩa là tôi sẽ để cho bà tùy tiện làm càn. Hơn nữa, đây là biệt thự của tôi. Không cần biết là tôi dùng tiền mua được hay Tô Thành Vũ tặng tôi, trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều đứng tên tôi. Nếu bà còn muốn tiếp tục ở lại thì ngoan ngoãn một chút. Không thì tôi không ngại cho bà cút khỏi đây đâu. Nói xong, Dương Thanh thả tay ra, cất bước rời đi. Đi được một lúc. Anh lại dừng chân. Anh không hề quay đầu lại, chỉ lạnh lùng phun ra mấy chữ, đừng coi sự nhường nhịn của một người là cái cớ để bà mặt dày làm loạn. Châu Ngọc Thúy trợn trừng mắt, không dám tin nhìn theo bóng lưng của Dương Thanh. Ngay sau đó, gương mặt của bà ta hoàn toàn méo mó, nghiến răng nghiến lợi nói, tao nhất định sẽ khiến mày phải hối hận. Vợ chồng đánh nhau. Đây là lần đầu tiên Dương Thanh nói chuyện hung dữ với Châu Ngọc Thúy như vậy. Sau khi về phòng, Tần Thanh Tâm lau nước mắt nói với Dương Thanh, em xin lỗi. Dương Thanh lắc đầu bế Tiêu Tiêu lên, nhìn Tần Thanh Tâm nói, em là vợ của anh, không bao giờ phải nói với anh ba chữ này. Tần Thanh Tâm cảm thấy lòng mình ấm áp, nhớ lại những điều Dương Thanh làm cho mình thì cảm động rơi nước mắt, vội vàng chạy vào nhà tắm. Dương Thanh thở dài thườn thượt, gặp phải bà mẹ như Châu Ngọc Thúy cũng là nỗi bất hạnh của cô và Tần Y. Bố ơi mẹ khóc rồi, bố dỗ mẹ đi. Mẹ sẽ không khóc nữa. Tiêu Tiêu ngồi trong lòng Dương Thanh, đôi mắt to tròn đáng yêu khẽ chớp nói với anh. Dương Thanh nhéo gương mặt nhỏ nhắn của cô bé, mỉm cười cưng chiều, con muốn bố dỗ mẹ thế nào? Tiêu Tiêu đáp, bố phải gọi mẹ là vợ yêu, nói yêu mẹ yêu Tiêu Tiêu, phải nói cả đời này sẽ ở bên mẹ và Tiêu Tiêu. Dương Thanh buồn cười nói, không phải con bảo bố dỗ mẹ sao? Đây không phải là đang dỗ con à? Bởi vì mẹ không vui nên con cũng không vui. Bố dỗ một lát là con vui liền, đôi mắt của Tiêu Tiêu rất đẹp, to tròn lấp lánh. Lúc này, Tần Thanh Tâm đã ra khỏi nhà tắm, nước mắt không rơi nữa nhưng vành mắt lại đỏ hoe. Vợ yêu! Dương Thanh đột nhiên gọi cô. Dương Thanh vẫn luôn gọi cô là Tâm, bây giờ lại gọi vợ yêu khiến cô cực kỳ kinh ngạc. Dương Thanh hắng giọng một cái, nở nụ cười dịu dàng nhìn Tần Thanh Tâm, vợ à, anh yêu em. Yêu Tiêu Tiêu. Anh sẽ ở bên em và Tiêu Tiêu cả đời. Gương mặt u buồn của Tần Thanh Tâm lập tức đỏ bừng lên, đôi mắt ướt nhòe trợn trừng lên lườm Dương Thanh một cái, ngại ngùng nói anh làm gì vậy? Tiêu Tiêu đang ở đây đấy. Tiêu Tiêu bật cười khanh khách, tự hào khen ngợi, đúng rồi, bố làm tốt lắm. Bố xem đi, mẹ không khóc nữa rồi kìa. Thấy bộ dạng tự hào của cô bé, Dương Thanh cảm thấy dở khóc dở cười. Lúc này Tần Thanh Tâm mới hiểu ra, khó trách Dương Thanh lại đột ngột nói mấy lời buồn nôn như vậy, thì ra là bị Tiêu Tiêu dạy hư. Mẹ tới đây với con đi. Tiêu Tiêu vẫy tay với Tần Thanh Tâm.
Tần Thanh Tâm xấu hổ vì ở quá gần Dương Thanh, đặt mông ngồi xuống chỗ cách anh chừng nửa mét. Mẹ ngồi gần chút nữa đi. Tiêu Tiêu không hài lòng nói. Con bé này, con muốn làm gì hả? Tần Thanh Tâm cười nói, cuối cùng vẫn nghe theo lời cô bé ngồi gần vào. Mẹ ơi, gần nữa đi. Tiêu Tiêu vừa dứt lời liền chạy ra khỏi vòng ôm của Dương Thanh, kéo tay của anh và Tần Thanh Tâm đan vào nhau. Bố phải nắm tay mẹ nhiều vào, mẹ mới vui vẻ. Tiêu Tiêu đứng trước mặt hai vợ chồng, tay chống nạnh, hài lòng gật đầu nhìn tay hai người đang nắm lại. Cả Dương Thanh và Tần Thanh Tâm đều dở khóc dở cười. Tần Thanh Tâm cũng không giãy giụa, chỉ hơi thẹn thùng. Nhưng nhờ có Tiêu Tiêu, nỗi buồn trong lòng cô đã bị quét sạch. Cốc, cốc, cốc. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa chợt vang lên. Tần Thanh Tâm vô thức rụt tay lại, đứng dậy nói, để em đi mở cửa. Sau khi mở cửa, cô thấy Tần Đại Dũng đang đứng ở ngoài. Bố làm sao vậy? Sao mồ hôi nhễ nhại thế? Tần Thanh Tâm kinh ngạc nói, bố mau vào phòng đi. Tần Đại Dũng đi vào trong, cười khổ nói, vừa rồi bố dọn dẹp một vài thứ trong phòng. Sao nửa đêm nửa hôm bố lại đi dọn phòng vậy? Tần Thanh Tâm nghi hoặc hỏi rồi rót một cốc nước lọc cho Tần Đại Dũng, đồ của bố đã được thu dọn xong xuôi rồi. Ngày mai bố và mẹ con sẽ dọn ra ngoài ở. Tần Đại Dũng chợt lên tiếng, bố có thể làm lại cuộc đời đều nhờ có Dương Thanh. Bố và mẹ con đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với Dương Thanh, bố thực sự không có mặt mũi sống cùng nhà với hai đứa nữa. Tần Thanh Tâm và Dương Thanh đều sững sờ. Dương Thanh vội khuyên nhủ, bố đừng nói vậy. Cả một tòa biệt thự rộng như thế này, đâu phải không có chỗ ở. Bố mẹ dọn ra ngoài làm gì? Dương Thanh, bố biết con thật lòng muốn đối tốt với bố mẹ. Nhưng nói thật lòng, bây giờ bố có thể đi làm ở công ty vật liệu xây dựng Long Hà là tốt lắm rồi. Mỗi ngày đều sống trong biệt thự của con, bố cảm thấy như đang ngồi trên bàn trông vậy. Vành mắt Tần Đại Dũng cũng đỏ bừng lên, con không so đo với bố mẹ về những chuyện đã qua chính là sự khoan dung lớn nhất rồi. Sao bố còn có thể mặt dày mày dạn ở lại đây quấy rầy cuộc sống của hai đứa? Bố ơi, biệt thự này rất rộng, bố mẹ không hề quấy rầy gì bọn con cả. Dương Thanh chân thành nói, nếu bố cảm thấy quá khứ có lỗi với con thì hãy làm việc chăm chỉ giúp công ty ngày càng phát triển, kiếm nhiều tiền về cho con, coi như là bồi thường. Từ nay về sau bố đừng nhắc tới chuyện dọn ra ngoài ở nữa. Dường như Tần Đại Dũng đã hạ quyết tâm, dứt khoát lắc đầu, không giấu gì con, bố đã thuê xong nhà ở bên ngoài rồi. Sáng mai bố sẽ lập tức dọn sang. Dương Thanh, anh không cần khuyên bố nữa. Một khi bố đã quyết định điều gì thì 10 con trâu cũng không kéo lại được. Dương Thanh còn muốn khuyên nhủ thêm, Tần Thanh Tâm đột nhiên lên tiếng. Vẫn là con gái hiểu bố nhất. Tần Đại Dũng mỉm cười ấm áp nói, thật ra nơi này rất tốt. Nhưng bố cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Một đời người rất ngắn, muốn sống vui vẻ thì phải được tự do. Dương Thanh ảo não lắc đầu. Anh không ngờ sống ở đây lại khiến Tần Đại Dũng cảm thấy không thoải mái. Nhưng thực ra anh có thể hiểu được, không phải ai cũng thích ở nhà cao cửa rộng, nhất là Tần Đại Dũng. Hiện giờ ông ta đã hoàn toàn tỉnh ngộ, ngày xưa chán ghét anh, bây giờ lại chịu ơn anh, công việc và nơi ở đều là anh cho. Trong lòng ông ta sẽ cảm thấy nợ anh, đúng là rất không thoải mái. Nếu bố đã quyết định như vậy, con cũng không ngăn cản nữa. Nhưng bố sống ở bên ngoài cũng đừng để bản thân phải chịu thiệt, Dương Thanh nói. Con yên tâm, dù sao hiện giờ bố cũng là tổng giám đốc của một công ty, tiền lương không ít. Cứ tạm thời thuê nhà một khoảng thời gian ngắn, đợi dành được thêm ít tiền bố sẽ mua trả góp một ngôi nhà mới. Tần Đại Dũng cười đáp, nét mặt tràn ngập tự hào và hạnh phúc. Bố, con vẫn còn một khoản tiền tiết kiệm. Tần Thanh Tâm chưa nói hết câu đã bị Tần Đại Dũng cản lại, đợi đến khi bố già rồi, không làm gì được nữa con lại hiếu kính bố cũng chưa muộn. Được rồi, bố chỉ muốn đến báo cho hai con một tiếng. Bố về phòng đây. Dứt lời, Tần Đại Dũng quay người rời đi. Ngay sau đó bọn họ nghe thấy tiếng khóc giống của Châu Ngọc Thúy ở bên ngoài. Hẳn là Tần Đại Dũng đang nói chuyện chuyển nhà với bà ta. Tần Thanh Tâm thở dài. Chợt nói, nếu một ngày nào đó mẹ có thể tỉnh ngộ như bố thì tốt biết mấy. Dương Thanh im lặng không lên tiếng. Anh hiểu quá rõ cái nết của Châu Ngọc Thúy. Khó khăn lắm bà ta mới được sống trong biệt thự xa hoa, sao có thể cam tâm tình nguyện dọn ra ngoài ở.
chỉ e kết cục cuối cùng sẽ là Tần Đại Dũng dọn ra ngoài ở một mình. Chị ơi, không xong rồi, bố mẹ đang đánh nhau. Đúng lúc này, Tần Y mặc váy ngủ hoảng hốt chạy vọt vào. Chào cậu Dương. Đợi đến khi Tần Thanh Tâm ra ngoài, hai người họ đã đánh nhau xong. Mái tóc dài của Châu Ngọc Thúy xóa tung, dép lê dưới chân cũng biến mất. Nhưng Tần Ngọc Dũng còn thê thảm hơn, trên mặt có ba vết xước máu tươi rỉ ra, rõ ràng là bị Châu Ngọc Thúy cào. Tần Đại Dũng, tôi gả cho đồ vô dụng như ông được gần 30 năm rồi. Ông đã cho tôi được cái gì chưa? Khó khăn lắm cuộc sống mới an nhàn hơn một chút, ông lại bắt tôi dọn ra ngoài thuê nhà khác. Tại sao hả? Muốn thì ông tự đi đi. Châu Ngọc Thúy chống nạnh, thái độ cứng rắn không chịu chuyển nhà. Lúc này Dương Thanh mới biết bọn họ đánh nhau vì chuyện dọn nhà. Đúng, tôi chưa cho bà cái gì. Nhưng bà đã cho tôi cái gì chưa? Bà đã làm gì cho gia đình này chưa? Cả ngày bà chỉ biết chơi bời lêu lổng, xem tivi, không thèm làm việc nhà, đến cả cơm cũng không nấu. Bà lấy tư cách gì ở lại đây? Bà muốn hay không thì cũng phải đi với tôi. Tần Đại Dũng cũng rất kiên quyết, lần đầu tiên tỏ ra mạnh mẽ như vậy. Hai vợ chồng không ai chịu thỏa hiệp. Tần Y nói tháng sau sẽ thuê giúp việc về nấu cơm dọn dẹp nhà cửa rồi, Châu Ngọc Thúy thản nhiên nói. Sao bà mặt dày thế nhỉ? Nghe vậy, Tần Đại Dũng càng thêm tức giận, bà ở nhà cả ngày ăn chơi hưởng thụ không làm gì cả, còn để con gái phải thuê giúp việc. Có người mẹ nào mặt dày như bà không hả? Đâu phải tôi bắt con bé thuê. Ông quát tôi cái gì? Hơn nữa tôi nuôi hai đứa nó lớn bằng từng này, bây giờ bảo chúng nó tiêu chút tiền hiếu kính tôi cũng sai sao, Châu Ngọc Thúy cười lạnh. Tần Đại Dũng tức muốn chết, con gái của tôi liên quan gì tới bà? Chúng nó lớn như vậy, bà đã cho chúng nó cảm nhận được tình thương của mẹ bao giờ chưa? Bà lấy đâu ra mặt mũi đòi ở đây ăn bám con gái tôi? Trong lúc tức giận, Tần Đại Dũng đã nói lỡ miệng, nhưng Tần Thanh Tâm và Tần Y không hề phát hiện ra. Châu Ngọc Thúy chợt thấy bối rối, ánh mắt dần né tránh, chột dạ nói, Tần Đại Dũng, ông muốn đi thì tự đi. Tôi sẽ không dọn ra ngoài ở với ông đâu, bà không chịu đi phải không? Được, nếu bà không đi, sáng sớm mai tôi chờ bà trước cổng tòa án, chúng ta ly hôn xong sẽ không còn quan hệ gì nữa, Tần Đại Dũng nói xong liền quay đi. Châu Ngọc Thúy lập tức hoảng sợ, trong mắt ẩn chứa sự bối rối. Thanh Tâm, bố con đòi ly hôn với mẹ kìa. Con mau khuyên ông ấy đi. Châu Ngọc Thúy sợ quá, vội vàng cầm tay Tần Thanh Tâm nhờ vả. Tần Thanh Tâm bình tĩnh nhìn bà ta, mẹ cũng biết tính bố mà. Bố muốn làm gì không ai khuyên nổi. Bố đã muốn dọn ra ngoài thì mẹ hãy đi cùng đi, đừng để bố phải ở một mình. Nghe vậy, Châu Ngọc Thúy lập tức sững sờ. Bà ta không ngờ một đứa con gái luôn ngoan ngoãn hiếu thảo như Tần Thanh Tâm lại có thể nói ra những lời này. Con đang đuổi mẹ đi sao? Châu Ngọc Thúy đỏ mắt chất vấn. Tần Thanh Tâm lạnh nhạt nói, con không đuổi mẹ đi, con chỉ không muốn bố phải sống một mình. Dứt lời, Tần Thanh Tâm liền quay lưng rời đi. Châu Ngọc Thúy nhìn theo bóng lưng của cô, vẻ mặt ngày càng dữ tợn, được, được lắm. Tất cả các người đều đối xử với tôi như vậy, tôi sẽ bắt các người phải trả giá. Hiện giờ trong mắt Châu Ngọc Thúy tràn ngập thù hận, chỉ là không ai trông thấy. Không sao chứ? Dương Thanh thấy Tần Thanh Tâm về phòng, nhẹ giọng hỏi. Tần Thanh Tâm lắc đầu, không sao, chúng ta ngủ thôi. Một đêm bình yên trôi qua. Sáng hôm sau, Dương Thanh và Tần Thanh Tâm dắt Tiêu Tiêu ra khỏi phòng liền thấy hai vali hành lý được xếp sẵn trong phòng khách và một vài thứ lặt vặt khác. Bố muốn dọn đi thật sao? Tần Thanh Tâm không nhịn được lên tiếng hỏi. Thanh Tâm, các con cứ yên tâm, bố thuyết phục được mẹ con rồi. Bố mẹ dọn ra ngoài ở nhưng tiền thuê nhà ít lắm, đủ cho bố mẹ sống qua ngày. Ba vết xước trên mặt Tần Đại Dũng đã đóng vảy. Ông ta khẽ cười, y cứ ở lại đây, mấy đứa có thể chăm sóc lẫn nhau. Tần Thanh Tâm biết, Tần Đại Dũng đã quyết tâm thì không khuyên nhủ nổi. Cô nói với Dương Thanh, em lái xe của y đưa bố mẹ đi, anh đưa y với Tiêu Tiêu đi nhé. Dương Thanh đáp, hay là để anh đưa bố mẹ đi. Em đi, Tần Thanh Tâm kiên quyết nói. Dương Thanh gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lúc này, Châu Ngọc Thúy cũng cầm túi sách đi ra, sắc mặt cực kỳ khó coi. Để con cầm túi cho mẹ. Tần Thanh Tâm định cầm túi hộ đã bị Châu Ngọc Thúy né tránh, tao không lần loại vô ơn như mày giả mù sa mưa. Sắc mặt Tần Thanh Tâm hơi ảm đạm,
Tần Đại Dũng liền trừng mắt nhìn bà ta. Sau khi Tần Thanh Tâm lái xe đưa Tần Đại Dũng và Châu Ngọc Thúy rời đi, Dương Thanh mới nói với Tần Y, chúng ta cũng đi thôi. Hai mắt Tần Y sưng đỏ, hiển nhiên là ngủ không ngon giấc. Dương Thanh đưa Tiêu Tiêu đến trường rồi mới đưa cô ta tới tập đoàn Nhạn Thanh. Trên đường đi, Tần Y không nói một lời, ánh mắt trống rỗng không biết đang nghĩ điều gì. Lúc gần tới nơi, cô ta mới lấy lại tinh thần, nói với Dương Thanh, anh trai, em xin lỗi. Đột nhiên bị gọi là anh trai, Dương Thanh không khỏi giật mình, chợt nhớ tối qua Tần Y đã nói muốn nhận mình làm anh trai mới cười hỏi, sao lại xin lỗi anh? Em thay mẹ em xin lỗi anh, cả đời bà ấy đều sống ăn bám người khác như vậy, em và chị đã nhìn nhiều thành quen. Bà ấy là mẹ của chúng em, cho dù có ghét bỏ thì cũng là người cho chúng em sinh mệnh, chúng em không thể hận bà ấy. Tần Y nghẹn ngào nói, nhưng anh thì khác, anh không hề có quan hệ máu mủ gì với bà ấy. Bà ấy không nên mặt dày với anh như vậy. Dương Thanh khẽ cười một tiếng, được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Chỉ cần bà ấy không làm gì chạm tới giới hạn của anh sẽ nể tình em gái bỏ qua cho bà ấy. Tần Y mỉm cười đáp, cảm ơn anh. Xe đã tới cổng tập đoàn Nhạn Thanh, Tần Y sửa sang đầu tóc rồi nghiêm mặt bước vào công ty. Dương Thanh thì lái xe tới Spa Hoàng Hà. Hôm qua anh cho Ngụy Sâm một buổi tối để suy nghĩ, bây giờ đang chờ câu trả lời của ông ta. 20 phút sau ở Spa Hoàng Hà. Chào cậu Dương. Dương Thanh vừa vào sảnh chính đã nghe thấy một giọng nói khó nghe. Đối phương chính là Ngụy Sâm. Hôm qua ông ta bị Dương Thanh ấn xuống bàn trà, hàm răng rụng mất vài cái, xương mũi cũng gãy. Hiện giờ, mặt mũi ông ta sưng vù, vô cùng thê thảm, nói chuyện cũng rất khó khăn. Xem ra ông đã nghĩ kỹ rồi. Dương Thanh lạnh lùng nhìn ông ta. Ngụy Sâm vội tiến lên định lên tiếng đã bị Dương Thanh nói chen vào, đến phòng làm việc rồi nói. Dù sao chuyện bọn họ muốn bàn rất trọng đại, mặc dù người ở Spa Hoàng Hà đều là người của mình nhưng cẩn thận vẫn hơn. Tôi giết chết cô. Trong phòng làm việc trên tầng cao nhất của Spa Hoàng Hà. Dương Thanh ngồi trên ghế làm việc chỉ vào hàng ghế sofa, ngồi đi. Lúc này Ngụy Sâm mới dám đặt mông ngồi xuống. Ông ta vẫn còn nhớ kỹ mọi chuyện xảy ra ở Club Hoàng Triều vào tối hôm qua. Người trẻ tuổi trước mặt chính là bậc thầy về súng ống, muốn giết ông ta dễ như trở bàn tay. Ông ta không dám nghĩ tới chuyện trả thù. Đương nhiên là vì ông ta chưa gặp được cao thủ nào khác giỏi hơn Dương Thanh. Nói đi. Dương Thanh nhìn Ngụy Sâm đang nơm nớp lo sợ. Cậu Dương, tôi có thể giúp cậu móc nối quan hệ với bọn họ. Nhưng tôi không dám hứa hẹn chắc chắn sẽ thành công, Ngụy Sâm nói. Sao, muốn gặp bọn họ khó vậy cơ à? Dương Thanh châm chọc hỏi. Ngụy Sâm vội vàng nói, cậu cũng biết chuyện này ảnh hưởng rất lớn. Một khi bị bại lộ, cả hai bên đều sẽ gặp phải phiền phức. Đối phương cẩn thận như vậy cũng là điều dễ hiểu. Dương Thanh hiểu được điều này. Ngày đó thấy tài xế đưa phụ nữ tới không biết mình đang chờ cái gì thì anh đã biết điều đó rồi. Đối phương làm việc cực kỳ cẩn thận. E là chuyện hôm đó đã khiến bọn họ chú ý tới. Có lẽ bây giờ đối phương đang bắt tay điều tra rồi. Được, ông giúp tôi giới thiệu một chút đi. Thời gian địa điểm do đối phương lựa chọn, Dương Thanh sảng khoái đáp. Ngụy Sâm mừng rỡ, đúng là không còn gì tốt hơn. Nói cho tôi biết đối tác của nhà họ Ngụy các ông có thân phận như thế nào, Dương Thanh bỗng nhiên hỏi. Ngụy Sâm lắc đầu cười khổ, không dám giấu cậu, chúng tôi hợp tác bao nhiêu năm qua nhưng vẫn không biết được đối phương là ai. Lần nào họ cũng dùng những chiếc xe khác nhau để đưa người tới, đồng thời có một chiếc xe đi theo. Một khi thấy không ổn sẽ lập tức bỏ chạy. Vậy các ông quen bọn họ bằng cách nào, Dương Thanh lại hỏi. Chuyện này phải nói từ hơn 20 năm về trước. Nhà họ Ngụy vẫn là một gia tộc thấp kém. Bố tôi được một người bạn giới thiệu mối làm ăn này, Ngụy Sâm đáp. Dương Thanh cau mày, nét mặt nghiêm túc, không ngờ bọn họ đã hợp tác lâu như vậy rồi. Tổ chức kia đúng là rất ghê gớm, hơn 20 năm nay vẫn duy trì được việc buôn bán mại dâm. Xem ra phía sau chắc chắn là một con cá lớn. Bây giờ nhà họ Ngụy các ông quyền lực như vậy, chẳng lẽ vẫn không biết được thân phận của đối phương sao? Dương Thanh trầm giọng hỏi. Thấy Dương Thanh có vẻ không tin, Ngụy Sâm sợ hãi vội vàng thề thốt, cậu Dương, tất cả những lời tôi nói đều là sự thật. Chúng tôi đã từng điều tra nhưng không có kết quả gì. Dường như nhà họ Ngụy thực sự không biết thân phận của đối phương.
Dương Thanh cũng hiểu, nếu có thể điều tra dễ dàng thì tổ chức kia cũng không thể tồn tại trong suốt hơn 20 năm nay. Ông mau chóng liên hệ giúp tôi. Sắp xếp xong xuôi lập tức báo tôi biết. Dương Thanh biết nếu hỏi thêm nữa cũng không ích gì, quyết định từ bỏ. Không dối gì cậu, nhà họ Ngụy chúng tôi không hề có phương thức liên lạc với bọn họ, lần nào cũng là bọn họ liên lạc trước. Tôi tạm thời không thể liên hệ giúp cậu, chờ đối phương gọi tới, tôi sẽ lập tức đề nghị chuyện này, Ngụy Sâm nói. Dương Thanh nghe xong rất kinh ngạc, đến cả phương thức liên hệ cũng không có, tính bảo mật quá cao. Được, vậy khi nào sắp xếp xong xuôi hãy báo tin cho tôi. Dứt lời, Dương Thanh đưa cho Ngụy Sâm số điện thoại của mình. Sao ông còn chưa đi? Dương Thanh cau mày hỏi. Cậu Dương, cậu xem bao giờ mới có thể bán lại Spa Hoàng Hà cho chúng tôi, Ngụy Sâm dè dặt hỏi. Đợi ông làm xong chuyện cho tôi hẵng bàn đến chuyện này, Dương Thanh lạnh lùng nói. Ngụy Sâm không cam tâm nhưng đối diện với Dương Thanh, ông ta không có sức chống trả, chỉ có thể rời đi. Cùng lúc đó, Tần Thanh Tâm đang lái xe đưa Tần Đại Dũng và Châu Ngọc Thúy đi vào một khu nhà cao tầng. Bố thuê phòng ở đây ạ, Tần Thanh Tâm hỏi. Cô đang xách một chiếc cặp ra, cổ tay đeo túi xách đi theo Tần Đại Dũng về phía trước. Tần Đại Dũng cười nói, ở đây gần công ty, bố đi bộ đi làm là được, coi như là tập thể dục. Điều kiện sống ở đây cũng không tệ. Tần Thanh Tâm gật đầu đồng tình. Khu nhà này hơi cũ kỹ nhưng môi trường xung quanh vẫn khá tốt. Ở đây không cho lái xe vào sân. Chính giữa khu nhà có một quảng trường lớn, bốn phía có các máy tập thể hình và ghế ngồi. Bên đó là khu biệt thự, giá cả rất bình dân. Đợi bố kiếm đủ tiền sẽ mua một căn ở đó. Tần Đại Dũng chỉ vào khu nhà trong cùng, nơi đó có hơn 20 căn biệt thự. Một khu nhà rách nát có gì tốt, tốt đến mấy cũng đâu thể bằng dinh thự Vân Phong, Châu Ngọc Thúy khó chịu nói. Ở đó thì có gì tốt, cả một đỉnh núi chỉ có một căn biệt thự, xung quanh vắng vẻ không người. Nơi đây tốt biết bao, đến lúc chúng ta nghỉ hưu còn có thể đánh cờ với mấy ông bạn già, chiều chiều đi nhảy ở quảng trường. Như vậy không tốt sao, Tần Đại Dũng có vẻ rất hài lòng với nơi này. Thấy Tần Đại Dũng mỉm cười, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Tần Thanh Tâm biết bố mình không nói dối. Ông ta thực sự thích nơi này. Ồ, không phải bà Tần đó sao? Đúng lúc này có một giọng nói chanh chua vang lên, lời nói châm chọc khiêu khích. Ba người cùng nhìn sang, thấy một người phụ nữ trang điểm lòe loẹt đang cười híp mắt nhìn chằm chằm Châu Ngọc Thúy. Là cô. Châu Ngọc Thúy lập tức nhận ra bà ta. Lần trước khi Tần Y mời cơm, Châu Ngọc Thúy đi WC bị bà ta nhìn trúng vòng tay Dương Thanh tặng cho. Cố ý giẫm nát vòng tay của mình để vu oan cho Châu Ngọc Thúy, đòi bồi thường. Lúc Châu Ngọc Thúy biết bà ta là người nhà họ Trương đã bắt Tần Y đưa mặt cho bà ta đánh trước mặt đám đông. Sau đó Dương Thanh xuất hiện, Châu Ngọc Thúy liền đổ mọi tội lỗi lên đầu Dương Thanh rồi bỏ chạy một mình, mặc kệ sống chết của Tần Y và Dương Thanh. Sau này, chính Trương Quảng đã dắt người phụ nữ này tới phòng xin lỗi và trả lại vòng tay cho bà ta. Tần Thanh Tâm cũng nhận ra. Lập tức lạnh giọng nói, bà là Vương Lộ Giao phải không? Ngọc Thúy, đây là bạn của bà sao? Hôm đó Tần Đại Dũng không có mặt nên không biết chuyện này, còn tưởng bà ta quen biết Châu Ngọc Thúy, cười nói, tôi nói rồi mà, thuê nhà ở đây rất tốt. Bà xem kìa, vừa tới đã gặp được bạn cũ. Ông lầm rồi, tôi là con dâu nhà họ Trương, sao có thể sống ở khu nhà rách nát này được? Vương Lộ Giao giễu cợt nhìn Tần Đại Dũng. Lại mỉm cười quan sát vẻ mặt khó coi của Châu Ngọc Thúy, nghe nói gia đình các người bị đuổi khỏi gia tộc rồi phải không? Sao hả, bây giờ chỗ ở cũng mất, phải chạy tới đây thuê nhà à? Đây là chuyện nhà chúng tôi, liên quan gì tới bà? Tần Thanh Tâm bước tới bực bội nói. Sao thế, thẹn quá hóa giận à? Cũng phải, nhà họ Tần vốn là gia tộc hạng bét, đám người bị đuổi khỏi gia tộc như mấy người lại càng thấp kém. Lòng tự trọng cao quá không nghe lọt tai lời người khác nói thật sao, Vương Lộ Giao bật cười. Mặc dù Trương Quảng đã cảnh cáo bà ta không được gây sự với Dương Thanh nhưng chuyện trôi qua lâu như vậy, bà ta đã coi như gió thoảng bên tai rồi. Thanh Tâm, không cần nhiều lời với loại người nhỏ mọn này. Chúng ta đi thôi. Lúc này Tần Đại Dũng mới hiểu được người phụ nữ trang điểm cầu kỳ này đang chế giễu bọn họ. Mà Châu Ngọc Thúy đã bị dọa sợ không dám lên tiếng nữa. Mặc dù Vương Lộ Giao xin lỗi bà ta nhưng vẫn là con dâu nhà họ Trương, gia tộc hàng đầu ở Giang Hải.
Sao Châu Ngọc Thúy dám tranh cãi với người có thân phận cao quý như vậy? Tần Thanh Tâm lạnh lùng nhìn Vương Lộ Giao rồi cất bước định rời đi. Con nhỏ chết tiệt mày dám lườm tao à? Muốn ăn đòn đúng không? Vương Lộ Giao đột nhiên giơ tay tát một cái vào mặt Tần Thanh Tâm. Bà ta vẫn luôn ghim chuyện xảy ra ở nhà hàng, nhất là Dương Thanh. Bà ta biết Tần Thanh Tâm là vợ của anh, bây giờ lại gặp được sao có thể dễ dàng bỏ qua. Chân Tần Thanh Tâm lảo đảo suýt ngã. Vương Lộ Giao chưa định dừng lại, tiếp tục giơ tay lên đánh. Bốp! Đúng lúc này, Tần Đại Dũng chạy lên che trước người Tần Thanh Tâm, giữ chặt cổ tay Vương Lộ Giao, giận dữ quát, không cần biết cô có thân phận gì, dám đánh con gái tôi đều phải chết. Bốp! Dứt lời, Tần Đại Dũng vung tay tát thật mạnh vào mặt Vương Lộ Giao. Bà ta lập tức hét lên thảm thiết, khóe miệng rỉ máu. Bố! Tần Thanh Tâm cũng kinh hãi, vội vàng chạy tới ngăn cản Tần Đại Dũng. Nể mặt con gái tôi tha cho cô lần này. Nếu để tôi biết cô còn dám bắt nạt con gái tôi sẽ giết chết cô. Tần Đại Dũng vốn không định làm gì Vương Lộ Giao, chỉ hù dọa bà ta vài câu để trả thù cho Tần Thanh Tâm. Vương Lộ Giao nổi giận, mặt mũi dữ tợn trừng mắt nhìn Tần Đại Dũng, ông chờ đấy. Bố bị đánh. Nhìn theo dáng vẻ tức tối bỏ đi của Vương Lộ Giao, Tần Thanh Tâm hơi lo lắng. Dù gì đối phương cũng là con dâu nhà họ Trương, Tần Đại Dũng tát bà ta một cái, ai biết được liệu đối phương có tới đây gây sự không. Châu Ngọc Thúy càng thêm thấp thỏm, Tần Đại Dũng, giờ gan ông lớn quá nhỉ, con dâu nhà họ Trương mà ông cũng dám đánh. Tôi khuyên ông là nên nhanh chóng tới nhà họ Trương nhận lỗi đi, cầu xin họ tha cho ông một lần, mình ông gây chuyện thì đừng liên lụy tôi. Đây là phiền phức do tôi gây ra sao? Con mụ kia rõ ràng là nhằm vào bà, chẳng lẽ bà không biết? Nếu theo ý bà thì cô ta đến đánh con gái, tôi nên thờ ơ đứng cạnh trơ mắt nhìn, làm vậy mới đúng phải không? Tần Đại Dũng vốn đang tức giận, lời Châu Ngọc Thúy lại khiến ông thêm tức tối. Nếu bà cảm thấy tôi làm bà mệt mỏi thì nhanh chóng tới cục dân chính ly hôn, sau này bà tự lo cho cái thân bà, tôi sống cuộc đời của tôi, đường ai nấy đi. Khoảng thời gian đen tối nửa tháng khiến ông ta phải suy nghĩ rất nhiều, ông ta vốn định sẽ sống đàng hoàng với Châu Ngọc Thúy, không ngờ người phụ nữ này lại không biết điều, giờ ông ta không muốn sống chung với bà ta thêm một ngày nào nữa. Tần Đại Dũng nhắc tới ly hôn, Châu Ngọc Thúy vội ngậm miệng. Sau khi gả cho Tần Đại Dũng, bà ta đâu phải chịu khổ, nhiều năm sống an nhàn quen thân, giờ mà ly hôn, bà ta thật sự không biết làm gì. Tần Đại Dũng kéo vali vào trong căn hộ, Tần Thanh Tâm có chút thất vọng, cô cũng đi theo vào. Châu Ngọc Thúy chỉ cầm theo túi sách, bên trong là trang sức bà ta mua trong mấy năm nay, bà ta nhìn theo bóng lưng hai bố con, ánh mắt âm độc tàn nhẫn. Thanh Tâm, con nhìn xem, nhà này thế nào? Vừa vào nhà, Tần Đại Dũng bỗng cười hỏi. Bước vào cửa, bên trái là một cái giá treo quần áo và mũ cộng thêm tủ giày, sau đó là một phòng ăn nhỏ, sau nữa là phòng khách, trong nhà ăn và phòng khách có một tấm bình phong được khắc bằng gỗ hoa. Bên tay phải có hai phòng ngủ chính có phòng tắm. Căn nhà tiêu chuẩn hai phòng hai sảnh, phong cách trang trí và lắp đặt thiết bị đều theo phong cách châu Âu. Sau khi dạo quanh một vòng, Tần Thanh Tâm hài lòng đáp bố, không ngờ ánh mắt bố tốt vậy, nhà này ổn áp lắm ạ. Tần Đại Dũng cười lớn, đắc ý nói, mắt bố luôn tinh thế mà, nếu không sao sinh được hai cô con gái xuất sắc thế này. Cái nhà nát này thì có gì tốt, Châu Ngọc Thúy ghét bỏ. Không phải tôi nói rồi à, nếu bà thấy sống với tôi khổ quá thì ly hôn đi. Nếu không muốn ly hôn thì ngậm miệng lại. Đương nhiên, nếu bà có năng lực ở nhà sang hơn thì tôi cũng câm miệng, Tần Đại Dũng lạnh lùng nói. Tần Đại Dũng. Có phải ông cảm thấy tôi không dám ly hôn với ông hay không? Châu Ngọc Thúy cũng nổi cáu, tức giận hét toáng. Bà không dám, nếu dám thì giờ chúng ta tới cục dân chính không? Tần Đại Dũng cười lạnh. Người đàn bà này suy tính gì, ông ta biết rõ hơn ai hết. Châu Ngọc Thúy còn cho rằng Tần Thanh Tâm sẽ khuyên nhủ nhưng nào ngờ cô lại vờ như chả nghe thấy gì, không nói một câu. Tần Đại Dũng, ông bắt nạt tôi. Châu Ngọc Thúy lập tức đem tài năng khóc lóc kể lể của mình ra dùng. Tần Đại Dũng chẳng màng tới Châu Ngọc Thúy đang khóc lóc, ông ta vừa cười vừa nói, Thanh Tâm, con xem nhà rồi, thấy yên tâm chưa? Tần Thanh Tâm gật đầu rồi lấy điện thoại ra xem giờ, bố, hơn 9 giờ rồi, con đi làm đã. Hơn 9 giờ rồi à? Đúng lúc, bố cũng đi làm,
chúng ta cùng đi, Tần Đại Dũng vội nói. Hai người chuẩn bị ra cửa, bên ngoài bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc, tôi thấy họ lên tòa nhà này, chắc chắn đó. Sắc mặt Tần Thanh Tâm thay đổi, cô thấy hai người đàn ông lực lưỡng đi ra từ thang máy, đi theo còn có Vương Lộ Giao mới bị Tần Đại Dũng đánh. Vương Lộ Giao vừa quay đầu là đã thấy Tần Thanh Tâm và Tần Đại Dũng, chỉ tay vào họ nói, là họ. Tần Đại Dũng đẩy con gái vào nhà, trốn ở trong, đừng ra ngoài. Đúng lúc này, hai người đàn ông lao tới, chặn Tần Đại Dũng ở cửa rồi đánh người ta. Bố! Tần Thanh Tâm bị nhốt bên trong, vô cùng lo lắng, cô muốn lao ra cửa nhưng cửa đã bị Tần Đại Dũng dùng chìa khóa khóa ở ngoài, cô hoàn toàn không ra được. Châu Ngọc Thúy nghe thấy tiếng động bên ngoài thì sợ hãi, miệng còn không quên châm chọc, tôi nói rồi, bảo ông ta tới nhà họ Trương để xin tha thứ. Giờ hay chưa, họ dẫn người tới đánh luôn. Lúc nào rồi mà mẹ còn nói mát, nếu không phải lần trước mẹ đắc tội Vương Lộ Giao thì sao chuyện này lại xảy ra, cơn giận bao phủ cả gương mặt Tần Thanh Tâm trong nhà, cô chỉ có thể nhìn qua mắt mèo để quan sát tình hình bên ngoài, hai người đàn ông vạm vỡ kia đang đánh Tần Đại Dũng. Châu Ngọc Thúy hừ lạnh, mẹ đắc tội cô ta lúc nào? Chẳng phải vừa nãy vì chị mà Tần Đại Dũng mới ra tay đánh người ta à? Ánh mắt Tần Thanh Tâm tràn ngập nỗi thất vọng, cô đã không còn sức để tranh cãi với Châu Ngọc Thúy, vì bà ta không hề thừa nhận sai lầm của mình. Không phải vừa rồi ông giỏi lắm à? Dám đánh cả tôi cơ đấy, có ngon thì đánh nữa đi. Vương Lộ Giao nhìn Tần Đại Dũng bị đánh như con chó chết thì cười lạnh, lao lên đá Tần Đại Dũng vài cú. Tần Thanh Tâm trong nhà thấy cảnh này thì khóc ròng. Cô bỗng nhớ tới Dương Thanh, lúc trước, Vương Lộ Giao xin lỗi cũng là nhờ anh. Nghĩ tới đây, cô run rẩy gạt điện thoại, Dương Thanh, bố bị người ta đánh, anh mau tới giúp bố đi, bọn em ở Thiên Tuyền Danh Uyển, 1-2 đến 1602. Dương Thanh vừa đuổi Ngụy Sâm, nghe thấy giọng nói hoảng loạn của Tần Thanh Tâm, anh đứng bật dậy, tức giận nói, anh sẽ tới ngay. Cậu Thanh, xảy ra chuyện gì? Cần tôi ra mặt không? Vương Cường cẩn thận hỏi. Thiên Tuyền Danh Uyển, nơi này gần chỗ của anh không? Dương Thanh hỏi. Nơi này gần một quán karaoke của tôi, Vương Cường vội đáp. Mau phái người tới Thiên Tuyền Danh Uyển 1-2 năm 1602, có người đánh bố vợ tôi, Dương Thanh tức giận nói. Dương Thanh vừa nói xong, anh đã đi như ngọn gió, lao ra ngoài cửa, Vương Cường vừa gọi điện sắp xếp vừa chạy theo Dương Thanh. Nhưng khi Vương Cường chạy ra ngoài, Dương Thanh đã nhấn ga chạy mất. Mẹ nó, dám đánh bố vợ cậu Thanh à, đúng là chán sống hết rồi. Vương Cường lộ ra vẻ mặt hung ác, phất tay với mấy tên đàn em, các anh em, theo tao. Mấy chiếc xe Audi A6 màu đen xuất phát từ Spa Hoàng Hà, lao về phía Thiên Tuyền Danh Uyển. Cùng lúc đó, Tần Đại Dũng đã bị đánh tới mức mặt mũi be bét máu, ngay cả sức nói chuyện cũng không còn. Tần Thanh Tâm ở bên trong cửa chống chộp, vừa khóc vừa đánh vào cửa, đừng đánh nữa. Các người đừng đánh nữa. Trong phòng còn hai con khốn nữa. Tìm chìa khóa từ trên người thằng vô dụng này đi, Vương Lộ Giao hung hăng nói. Các người gặp xui xẻo rồi, Tần Đại Dũng bị đánh rất mạnh, suýt ngất. Nhưng sau khi ông ta nghe Vương Lộ Giao nói muốn lục tìm chìa khóa, còn muốn đi vào, chẳng biết ông ta lấy đâu ra sức lực, đột nhiên bỏ dậy. Hai người đàn ông còn chưa kịp phản ứng, Tần Đại Dũng đã cầm lấy chìa khóa và ném từ cầu thang qua cửa sổ. Phắc, không ngờ ông ta lại ném chìa khóa rồi. Hai người đàn ông nổi giận, đi tới tay đấm chân đá một trận. Hai con đàn bà khốn kiếp bên trong nghe rõ cho tao, lần này xem như chúng mày may mắn. Nếu để tao nhìn thấy chúng mày một lần nào nữa, tao tuyệt đối sẽ không tha cho chúng mày đâu. Vương Lộ Giao đi tới cửa gian phòng, cao giọng nói. Nói xong, bà ta dẫn theo hai người rời đi. Bọn họ vừa mới đi, cửa thang máy tầng 16 lại mở ra. 5-6 người thanh niên cầm gậy trong tay lao ra. Phắc, người đâu rồi? Cậu thanh niên tóc vàng dẫn đầu quát một tiếng, mới đi được mấy bước lại thấy Tần Đại Dũng đã bị ngất, nằm trên cầu thang. Mặt cậu tóc vàng biến sắc, Vương Cường vừa gọi điện thoại tới, bảo cậu ta tự mình dẫn anh em đến cứu người, còn nói cho cậu ta biết thân phận của người bị đánh cao hơn cả Vương Cường. Cậu ta đã chạy tới đây với tốc độ nhanh nhất, nhưng vẫn không kịp cứu người. Nhanh đưa người tới bệnh viện. Cậu tóc vàng nhìn thấy máu trên cầu thang mà giật mình, lập tức hoảng hốt. Cậu ta đâu phải chưa từng thấy cảnh tượng thê thảm hơn vậy,
nhưng thân phận của người trước mắt này còn cao hơn sếp của cậu ta đấy. Tần Thanh Tâm bị nhốt trong phòng, đang không ngừng đập cửa. Lúc này cậu tóc vàng mới ý thức được trong phòng còn có người. Xin hỏi có phải là cô Tần không? Chúng tôi tới cứu cô đây. Cậu tóc vàng thu xếp cho người đưa Tần Đại Dũng đi bệnh viện, cậu ta lại đứng ở cửa, dè dặt hỏi. Tần Thanh Tâm vội vàng nói, tôi bị nhốt ở trong phòng, bố tôi mới ném chìa khóa qua cửa sổ cầu thang rồi. Các anh nhanh tìm chìa khóa giúp tôi. Cô Tần chờ một lát, tôi qua tìm ngay đây. Cậu tóc vàng gọi một cuộc điện thoại. Ngay lập tức, có mười mấy người lao ra khỏi quán karaoke gần đó, tìm chìa khóa ở dưới tầng. Cậu ta lại gọi điện cho Vương Cường để báo cáo về chuyện xảy ra ở bên này. Khi Vương Cường biết được Tần Đại Dũng bị đánh tới ngất xỉu, cả người gã đều toát mồ hôi lạnh. Khốn kiếp, bố mày đã dặn mày thế nào? Tao đã bảo mày đi cứu người với tốc độ nhanh nhất cơ mà. Mẹ nó, mày muốn hại chết tao đúng không? Vương Cường hét vào điện thoại. Cậu tóc vàng sợ đến suýt khóc, anh Cường, em thật sự đã chạy nhanh lắm rồi, nhưng vẫn tới muộn. Mày bớt nói thừa đi, lập tức tìm video giám sát của khu căn hộ cho tao, xem rốt cuộc là ai đánh ông Tần. Còn nữa, xem những người đó đi đâu. Lúc tao tới khu căn hộ mà mày còn chưa kiểm tra ra được thì đừng trách tao, Vương Cường tức giận nói. Vâng, anh Cường, em qua kiểm tra ngay đây. Cậu tóc vàng nói xong lại cúp máy. Vội vàng thu xếp người tới phòng giám sát của quản lý khu căn hộ. Lúc Dương Thanh chạy tới phòng 1602, người của cậu tóc vàng đúng lúc tìm được chìa khóa, mở cửa phòng ra. Tâm, em không sao chứ? Thấy Tần Thanh Tâm, Dương Thanh vội hỏi. Mắt Tần Thanh Tâm sưng lên vì khóc, lập tức nhào vào lòng Dương Thanh, ôm anh vừa khóc vừa nói em không sao. Bố muốn cứu em nên đẩy em vào phòng rồi khóa cửa lại. Em không ra được. Tần Thanh Tâm khóc thảm thiết, cô vừa nhìn thấy Dương Thanh thì chẳng khác nào tìm được chỗ dựa, khóc nức nở như muốn trút hết những uất ức trong lòng. Cô thấy rõ cảnh Tần Đại Dũng bị đánh qua mắt mèo, nhưng cách một cánh cửa, cô lại chẳng giúp gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn người thân của mình bị đánh. Cô thật sự không chịu nổi, nhìn Tần Thanh Tâm khóc nức nở, ánh mắt Dương Thanh trở nên lạnh lẽo, ôm thật chặt lấy cô và trịnh trọng nói, em yên tâm đi. Bất kể là ai, anh đều sẽ bắt kẻ đó phải trả giá đắt. Là Vương Lộ Giao, người phụ nữ nhà họ Trương kia. Chính là người phụ nữ đã đánh mẹ trong lần y y mời chúng ta ăn cơm, Tần Thanh Tâm vội nói. Dương Thanh híp mắt lại, được, anh biết rồi. Ánh mắt anh vô cùng đáng sợ, trên người như tỏa ra hơi lạnh, nhiệt độ trong phòng dường như cũng giảm xuống mất mấy độ. Châu Ngọc Thúy không nhịn được run lên, thấy Dương Thanh như vậy, tim bà ta đập thình thịch. Vậy được rồi, anh thu xếp cho người đưa em tới bệnh viện thăm bố. Chuyện còn lại cứ giao cho anh xử lý. Dương Thanh cố nén cơn giận, nhìn Tần Thanh Tâm nói. Tần Thanh Tâm còn chưa kịp trả lời, anh đã xoay người nhìn Vương Cường đang nơm nớp lo sợ, đứng bên cạnh anh đưa vợ tôi tới bệnh viện. Nếu xảy ra chuyện gì, tôi sẽ hỏi tội anh. Vâng, cậu Thanh yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cô Tâm cẩn thận, Vương Cường run lên, vội vàng đáp. Em đi đi. Dương Thanh liếc nhìn Tần Thanh Tâm nói, Tần Thanh Tâm cũng đang lo lắng cho Tần Đại Dũng, vội đi theo Vương Cường. Bọn họ vừa ra khỏi thang máy thì cậu tóc vàng chạy tới, vội vàng báo cáo với Vương Cường, anh Cường, em đã điều tra ra được rồi. Hai người kia là người của nhà họ Hùng, bọn họ vừa đi về phía nhà họ Hùng. Dương Thanh khẽ nhíu mày, không phải Tần Thanh Tâm nói người phụ nữ kia là người con dâu nhà họ Trương à? Sao bọn họ lại đi tới nhà họ Hùng? Cậu Thanh, đây là đàn em của tôi Hoàng Vũ, tôi bảo nó đi theo cậu nhé, Vương Cường dè dặt hỏi. Dương Thanh lạnh lùng nói, đi với tôi tới nhà họ Hùng. Nghe Dương Thanh nói vậy, Hoàng Vũ thầm kinh ngạc. Nhà họ Hùng là gia tộc hàng đầu ở Giang Hải, địa vị gần ngang với bốn gia tộc đứng đầu Giang Hải. Dương Thanh lại muốn dẫn cậu ta đi tới nhà họ Hùng. Vậy chẳng phải là đi chịu chết sao? Thấy Hoàng Vũ ngây người, Vương Cường đánh vào đầu cậu ta, tức giận nói, cậu Thanh bảo mày đi với cậu ấy tới nhà họ Hùng, mày còn ngây ra đó làm chó gì? Hoàng Vũ dè dặt nhìn Dương Thanh đã đi trước, lo lắng nói, anh Cường, em nói là nhà họ Hùng, gia tộc hàng đầu Giang Hải đấy. Bố mày đương nhiên biết là nhà họ Hùng đấy rồi, mày còn nói vớ vẩn nữa thì cút cho tao. Vương Cường nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu không phải Dương Thanh căn dặn gã phải đích thân đi bảo vệ Tần Thanh Tâm,
gã đã đi theo Dương Thanh tới nhà họ Hùng rồi. Đến lúc này, Hoàng Vũ mới ý thức được người thanh niên kia không hề đơn giản. Nếu không Vương Cường biết rõ sẽ đi tới nhà họ Hùng, sao có thể còn bảo cậu ta đi theo? Anh Cường, em hiểu rồi. Ánh mắt Hoàng Vũ kích động, cậu ta biết đây chính là một cơ hội của mình. Cút nhanh đi, mệnh lệnh của cậu Thanh chính là lệnh của tao. Không đúng, mày phải xem mệnh lệnh của cậu Thanh là thánh chỉ. Cho dù cậu ấy có bảo mày đi chết, mày cũng không thể do dự, đây là thời cơ của mày đấy, hiểu chưa? Vương Cường nghiến răng nói, nếu không phải thời gian cấp bách, gã nhất định sẽ cho Hoàng Vũ biết sự lợi hại của Dương Thanh. Anh Cường yên tâm, chắc chắn em sẽ không để anh phải thất vọng đâu. Hoàng Vũ nói xong lại vội vàng đuổi theo Dương Thanh. Vương Cường nhìn theo bóng lưng của Dương Thanh, thì thào nói, qua hôm nay, sợ là Giang Hải sẽ không còn nhà họ Hùng nữa. Các người dám đắc tội cậu Thanh, cũng xem như gặp xui xẻo rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 8.